thử thách. Thời gian ấy có một số người đến xưởng mộc để chiêm ngắm Chúa Giêsu và những người này đã đưa ra một số nhận định đầy thiện chí, nhưng hóa ra lại khiến Thánh Giuse phải nghĩ ngợi. Chẳng hạn, họ nói không hiểu vì sao Thánh Nhân lại nhẫn tâm bắt trẻ Giêsu hiền hậu, uy nghi và phương phi như thế phải lao động nhọc nhằn trong xưởng mộc. Với một tư chất tuyệt hảo và những tài năng ngoại thường như thế, lẽ ra trẻ Giuse phải được đi học Thánh Kinh, thế nào người cũng sẽ trở thành một tiến sĩ luật chứ danh. Nhất định trẻ Giêsu sẽ thành đạt và sự thành công sẽ làm rạng rỡ quê hương. Những lời bình phẩm ấy đã xuyên thấu tâm hồn Thánh Giuse. Thánh Nhân không nói một lời, nhưng tư lự nhìn về xa xăm. Người ta trách móc Thánh Nhân thiếu tình thương đối với trẻ Giêsu, không biết suy xét đến thể trạng mảnh khảnh của người. Vì nhiệt tình, những người ấy đã của trách Thánh Giuse quá nông nổi, cứng lòng và nhẫn tâm đến độ bắt một con trẻ phải làm lụng vất vả trong xưởng mộc. Họ còn nói rằng giả sử một người khác có được một người con tuyệt vời như trẻ Giêsu, chắc chắn người ấy sẽ cố gắng hết sức để tăng thu nhập, hầu chu cấp đầy đủ mọi phương tiện cần thiết cho con mình thăng tiến học tập. Thánh Giuse nghe những lời đàm tiếu ấy mà hết sức tủi thân và tan nát cõi lòng. Thánh Nhân nhận thấy kết luận của họ thật ra cũng hữu lý, xét trên bình diện nhân loại. Tuy nhiên, Ngài lại không thể phân trần cho họ hiểu vì Ngài không được phép tiết lộ chương trình huyền nhiệm của Thiên Chúa. Với tâm tính khiêm nhượng và hiền lành, Thánh Nhân thừa nhận họ có lý và đáp rằng Ngài không thể thiê sự trợ giúp hết sức cần thiết của trẻ Giêsu, người con mà Thiên Chúa đã ban cho Ngài. Thánh Nhân còn nói thêm, khi nào biết được Thiên Chúa thực sự định liệu cách khác thì Ngài sẽ sẵn lòng thực hiện thánh ý của người. Những người kia chết giễu lập luận của Thánh Giuse và nói rằng, ôi thôi, đến giờ này mà ông còn bắt chúng tôi phải tin Thiên Chúa sẽ bảo ông phải làm điều này điều nọ sao? Thật là ảo tưởng ngớ ngẩn hết chỗ nói. Dù sao đi nữa, ông cũng phải liệu cho con ông ăn học đi thôi. Thánh Giuse gục đầu và không giải thích gì thêm. Thánh Nhân cam chịu những lời trách móc vô lý với một sự nhẫn nhục vô địch và không gây thêm cớ cho họ xúc phạm nữa. Mặc dù những người kia đáng bị của trách vì thói thô lỗ của họ, nhưng Thánh Giuse vẫn ngỏ lời cảm ơn họ đã quan tâm đến Ngài và tỏ ra thái độ mến mộ quan hoài đến con của Ngài. Điều ấy càng làm cho họ đinh ninh rằng Thánh Giuse là một con người ngang bướng, bất phục. Họ phê phán Ngài không biết phục thiện trong vấn đề quan trọng rồi kháo láo điều ấy ra khắp làng xóm. Những lời nhũng nhiễu ấy kéo dài rất lâu. Mỗi khi ghé vào xưởng mộc của Thánh Giuse, người ta lại chế giễu Ngài như thế. Tuy nhiên, Thánh Giuse đã chấp nhận tất cả như những cơ hội để thực hành các nhân đức đẹp lòng Thiên Chúa và sinh ích cho linh hồn Ngài. Thánh Nhân cầu nguyện rất nhiều cho những người đã làm khốn và xúc phạm đến Ngài. Tuy nhiên, tâm hồn Thánh Nhân vẫn rất nhạy cảm với những lời chỉ trích về phương diện này, bởi vì sự buồn phiền và đau đớn hiện thời của Thánh Nhân chủ yếu là do lòng cảm thương chân thành của Ngài khi nhìn thấy đấng cứu độ phải nhọc nhằn tại xưởng mộc. Thánh Nhân nhiều lần đã khóc sướt mướt về điều ấy. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, Thánh Nhân lúc nào cũng hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Bằng một ánh nhìn tươi vui, đấng cứu thế tỏ ra hài lòng với những biểu hiện nhân đức nơi hiền phụ Giuse. Và đó là tất cả những gì lúc này Thánh Nhân rất cần để được thanh thản. Khi ngắm nhìn Thánh Tử Giêsu tuyệt vời như thế, tâm hồn Thánh Giuse rộn ràng niềm vui khôn sánh. Và Ngài đã thưa với Chúa, ôi con rất yêu dấu của cha mới nhìn con mà mọi đắng cay của cha đều biến nên ngọt ngào. Hỡi Giêsu yêu dấu của cha, nhìn thấy con mà thôi thì tâm hồn cha cũng đã ngây ngất. Mặc dù cha phải chịu nhiều thử thách, bị khinh khi và chế giễu, bị sỉ nhục và ngược đãi, nhưng tất cả những điều ấy đều trở nên hoan lạc và mãn nguyện cho cha khi cha được nhìn thấy con, sự thiện rất quý đẹp của cha. Tuy nhiên, nỗi khốn đốn Thánh Giuse phải cam chịu do những người bị ma quỷ xui xiểm kia thực ra không có gì đáng kể, nếu đem sánh với nỗi cay cực do chính Chúa Giêsu lúc này đang tạo ra cho Thánh Nhân để Ngài có dịp lập thêm công phúc. Tại xưởng mộc, nhiều lần Chúa Giêsu tỏ ra hết sức âu sầu. Nhìn công việc trước mắt, người thốt ra những tiếng thở dài não ruột. Những lúc ấy, Chúa nghĩ các tội lỗi nặng nề người ta đang xúc phạm đến Cha trên trời và điều ấy làm cho người phải chịu nhiều đắng cay phiền não. Vì không biết như vậy, Thánh Giuse vô cùng áy náy khi thấy Chúa Giêsu trong thảm trạng ấy. Ôi, tâm hồn của Ngài phải cay cực sầu não biết bao. Thánh Nhân không sao tìm được một chút thanh thản và chỉ lặp đi lặp lại lời này, ôi Giêsu dấu yêu của cha. Cha đã làm gì sai lỗi đến độ con phải tỏ ra phiền não và đớn đau như thế?
Thế rồi, thanh nhân định đến với Đức Maria để hỏi về nguyên do nỗi buồn phiền của Chúa Giêsu, nhưng không hiểu tại sao Ngài lại không đi. Rồi thánh nhân lại định đến hỏi thẳng Chúa Giêsu, nhưng rồi lại không đủ can đảm để làm việc ấy. Thế là thánh nhân đành phải chú tâm vào công việc, tiếp tục chịu nỗi day dứt và thổn thức đắng cay. Trong khi đó, Chúa Giêsu vẫn cứ để thánh Giuse trong hoàn cảnh ấy vì người muốn thánh nhân hoàn toàn thuần thảo để lập thêm công phúc. Thánh Giuse đã chấp nhận hoàn cảnh bằng cách hiến dâng nỗi đau đớn của Ngài lên Cha trên trời và hợp nhất với thánh ý người. Thế rồi một lần kia, đến giờ dùng bữa, thánh nhân đã dồn hết can đảm và khiêm nhượng nói với Chúa Giêsu: "Con yêu dấu, đã đến giờ dùng bữa, chúng ta hãy cùng đi." Vô cùng cảm thương hiền phụ đau khổ, Chúa Giêsu tỏ ra vui tươi, âu yếm nhìn vào mắt thánh Giuse và nói: "Vâng, thưa cha, chúng ta hãy đi dùng bữa. Cha cần phải bổ dưỡng sau khi đã vất vả làm việc." Những lời hiền từ và chứa chan yêu thương ấy đã đem lại sự bình an hoàn toàn cho tâm hồn thánh Giuse. Thế là Ngài vui mừng cùng với Chúa Giêsu đi đến gặp Đức Maria. Lúc ấy, mẹ đã dọn sẵn mọi thứ chờ hai cha con. Đầy trìu mến, Đức Maria nhìn con chí thánh của mẹ trước tiên. Rồi tiếp đó, mẹ cảm thông nhìn sang thánh Giuse, và khi mẹ nhìn như thế, thánh Giuse nhận ra Đức Maria đã biết tất cả và đã cảm thông với nỗi đau khổ của Ngài. Khi ấy, thánh nhân cúi đầu tỏ niềm tri ân. Sau bữa ăn, Chúa Giêsu nói cho Đức Maria và Thánh Giuse về các ưu phẩm và sự quan phòng của Cha trên trời. Chúa nói về hai nhân đức nhẫn nại và phó thác mà mọi người đều phải sống giữa những nghịch cảnh và về tình yêu Cha trên trời dành cho toàn thể nhân loại. Thực vậy, không một ngày mà Chúa Giêsu không giảng giải về một điều gì đó cho Đức Maria và Thánh Giuse. Chúa thường làm điều ấy sau giờ dùng bữa để soi sáng và bổ dưỡng linh hồn của song thân bằng những lời thần linh. Nhờ đó, càng ngày hai đấng càng thêm kiên vững trong mọi hoàn cảnh. Sau khi dùng bữa và huấn dụ, Chúa Giêsu lui ra để Thánh Giuse và Đức Maria ở lại với nhau. Lúc này, hai vị chia sẻ với nhau về sự hoàn thiện, về lòng nhân ái và tình yêu, về các nhân đức tuyệt hảo và các đặc ân của đấng cứu thế. Khi ấy, Thánh Giuse nói với Đức Maria: "Hỡi hiền thê của tôi! Sao tôi lại được hồng ân trọng đại thế này là được chung sống với đấng cứu thế và với đức nữ, người mẹ thánh thiện nhất trong mọi người mẹ?" Thế rồi cùng với Đức Maria, thánh nhân cảm tạ Cha trên trời. Sau đó, Ngài kể cho Đức Maria nghe tất cả những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu tại xưởng mộc. Đức Maria thực sự rất cảm thông với nỗi buồn khổ của thánh Giuse và càng cảm thông hơn nữa với con chí thánh của mẹ. Mẹ khuyên thánh nhân đừng quá áy náy vì lầm tưởng mình là nguyên cớ gây nên nỗi đắng cay cho Chúa Giêsu. Theo mẹ, tốt hơn thánh nhân hãy liên kết mật thiết với Chúa Giêsu trong nỗi buồn thương của người vì tội lỗi nhân loại hằng xúc phạm đến Cha trên trời. Thánh Giuse đã nghe theo lời hướng dẫn của Đức Maria. Lúc ấy, thánh Giuse cùng với Chúa Giêsu trở lại xưởng mộc. Trước khi ra đi, thánh nhân xin Đức Maria hãy nhớ đến Ngài trước mặt Cha trên trời. Lúc nào Thánh Giuse cũng muốn được Đức Maria nhớ đến, cả trong những khoảng thời gian ngắn ngủi khi hai vị buộc phải xa cách. Thánh nhân biết Đức Maria luôn liên lỉ kết hợp thắm thiết với Thiên Chúa. Thánh nhân cho hiền thê biết Ngài rất lấy làm tiếc vì Chúa Giêsu đã không được ở luôn bên mẹ, nhưng Ngài hứa sẽ chuyển những tâm tình tràn đầy lửa mến của mẹ đến cho Chúa Giêsu trong thời gian người làm việc tại xưởng mộc với Ngài. Đức Maria rất vui mừng vì nghĩa cử của Thánh Giuse. Mẹ rất thánh sung sướng vì vị hôn phu thánh đức đã tỏ ra những thái độ ân cần an ủi mẹ và để các ước nguyện của mẹ được thành sự. Đức Maria đã chân thành cảm ơn Thánh Giuse, còn về phần mình, thánh nhân đã thực hiện tất cả những điều Ngài đã hứa. Nhiều lần trước mặt Đức Maria, đấng cứu thế đã lộ vẻ âu xa nhưng không tỏ cho mẹ biết nguyên nhân nỗi buồn khổ của người, cốt để mẹ được gia tăng công phu qua việc chấp nhận cuộc tử đạo trong tâm hồn. Khi thấy Chúa Giêsu và Đức Maria đều âu sầu đau đớn, Thánh Giuse đã cảm nhận một nỗi buồn nhân đôi. Trong những hoàn cảnh như thế, Chúa Giêsu lui ra để cầu nguyện với Cha trên trời, còn Thánh Giuse cảm thấy lúng túng không biết phải làm gì bên cạnh Đức Maria đang quằn quại trong nỗi tang thương đau đớn. Một lần nọ, Thánh Giuse đến xưởng mộc và sấp mình xuống đất, chứa chan dòng lệ. Lúc này, nhớ lại những lời Đức Maria đã khuyên dặn, thánh nhân nức nở khóc than vì tội lỗi loài người đang xúc phạm đến Cha trên trời. Bằng những tiếng thở than, thánh nhân van nài Thiên Chúa rủ thương tha thứ cho các tội nhân.
Ngài kêu xin Cha trên trời ban ơn an ủi cho Đức Maria và cho Đức Nữ cũng như Ngài được thấy Chúa Giêsu tràn đầy hân hoan trở lại. Ôi, có gì mà Thánh Giuse đã không thân thưa giải bày với Cha trên trời? Trong mọi sự, Ngài hết lòng phó thác, sẵn sàng chấp nhận nỗi đắng cay bao lâu thành ý Thiên Chúa muốn. Khi trở lại và thấy hiền thê vẫn còn sầu thảm và đau đớn, Thánh Giuse cố gắng an ủi Đức Maria mặc dù chính Ngài cũng đang cần được an ủi. Khi thấy Đức Maria hoàn toàn suy phục thành ý Thiên Chúa, Thánh Nhân cũng được thêm can đảm. Thánh Nhân kinh ngạc trước nhân đức cao vời của Đức Maria. Như một người phu quân yêu dấu và trung tín, Thánh Nhân đã cố gắng học theo tấm gương của Đức Maria. Sau khi thấy Đức Maria và Thánh Giuse đã hoàn toàn suy phục thành ý Cha trên trời trong mọi sự và đã lập được công phúc qua việc thực hành nhân đức, Chúa Giêsu lại tỏ Thánh Nhân khả ái và hân hoan của người cho song thân, đồng thời khích lệ hại vị hãy nhận lại hơn nữa. Tâm hồn Đức Maria và Thánh Giuse được tràn ngập hân hoan. Hai ngài hợp lời tán dương và cảm tạ Cha trên trời. Với tư cách gia trưởng, Thánh Giuse đã tâm sự với Chúa Giêsu: "Ôi con rất cao quý và giàu ái của Cha. Tâm hồn của mẹ con và của Cha tràn ngập sầu đắng khi nhìn thấy con trong thảm trạng ấy, khi Thánh Nhân còn biểu lộ một nỗi buồn đau thê lương. Lúc nào Cha cũng đau đớn khi thấy con não nề và nỗi khổ tâm trong lòng Cha càng ê chề, đến độ Cha không biết có còn chịu nổi được không." Dung mạo đầy hân hoan, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn Thánh Giuse. Chúa nói người thực sự rất cảm thông với Thánh Nhân, vì thế Thánh Nhân đừng nên quá áy náy. Tốt hơn, Ngài hãy cảm tạ Cha trên trời, đấng đã an bài mọi sự để thử luyện nhân đức và giúp Ngài tăng thêm công phúc. Thánh Giuse lắng nghe một cách thán phục và tìm cách để cho những lời khuyên ấy in thật sâu vào tâm trí, để khi cơ hội đến, Ngài có thể thực hiện đúng theo lời Chúa. Có những lúc Thánh Nhân hiền từ của Chúa Giêsu bỗng trở nên sáng láng khác thường, biểu hiện của thiên tính và uy linh của người. Khi đó, tâm hồn Thánh Giuse như hoàn toàn bừng cháy trong tình yêu Chúa Giêsu. Một đàng, được cuốn hút trước vẻ khả ái và hiền hậu của Chúa, Thánh Nhân cảm thấy được thúc bách phải đến với người. Đàng khác, uy linh thiên tính dường như khiến Thánh Nhân không dám mở miệng thân thưa hoặc đưa mắt liếc nhìn Chúa Giêsu vì uy linh ấy thật đáng kính sợ. Thánh Giuse cảm thấy mòn mỏi và phải nói là hoàn toàn khắc khoải vì tình yêu Thiên Chúa. Được ở kề bên đấng yêu dấu, tuy nhiên các khát vọng của Thánh Giuse vẫn mãi không sao no thỏa. Sấp mình xuống đất, Thánh Giuse thờ lại Thiên Chúa nhập thể và phủ phục mãi cho đến khi Chúa đến đỡ Thánh Nhân trỗi dậy và mời nói chuyện với người. Sau khi các biểu hiện thiên tính của Chúa đã ẩn đi như trước kia, Thánh Giuse lại được thân mật bên Chúa. Ngài tự do thổ lộ các tâm tình và được thỏa mãn chiêm ngưỡng Chúa Giêsu. Một lần nữa, Thánh Nhân lại được hàn huyên thắm thiết với Thánh Tử Giêsu. Thánh Nhân cho Chúa Giêsu biết Ngài yêu mến Chúa tha thiết và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sống bên sự hiện diện đầy hoan lạc của người. Những việc đạo đức của Thánh Giuse. Như đã nói ở phần trên, Thánh Giuse có một sự tôn kính đặc biệt đối với gian phòng nhỏ, nơi mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể đã được thực hiện và là nơi hiển thê rất thánh của Ngài thường trải qua những giờ cầu nguyện. Lòng tôn kính và mộ mến của Thánh Giuse đối với gian phòng này không ngừng gia tăng, và vì thế, Ngài đã xin được đến đó cầu nguyện mỗi khi Đức Maria bận bịu làm việc ở những nơi khác trong nhà. Đức Maria đã thuận theo nguyện vọng của Thánh Nhân. Hơn nữa, hai vị còn thường xuyên đến gian phòng ấy để cùng cầu nguyện, nhất là những khi muốn xin Cha trên trời ban cho một ơn đặc biệt nào đó. Mỗi khi quỳ gối tại địa điểm ngôi lời hằng hữu đã trở nên phàm nhân trong cung lòng rất thanh khiết của Đức Maria, Thánh Giuse cảm thấy tâm hồn bừng lên ngọn lửa sốt sáng. Thánh Nhân tràn đầy tin tưởng vào lòng nhân lành của Thiên Chúa và xác tín vững vàng không một ơn nào Ngài xin tại nơi đây mà không được nhận lời. Khi cầu xin những nhu cầu đặc biệt, Thánh Giuse thường được Cha trên trời ban thêm nhiều ơn soi sáng khác nữa. Tại nơi đây, Ngài cũng đã được mặc khải mầu nhiệm cao cả. Thần trí Thánh Giuse được hợp nhất mật thiết với Thiên Chúa và hoan hưởng một thiên đàng sướng vui. Vì thế, mỗi khi đấng cứu thế lánh đi cầu nguyện với Cha trên trời về điều quan trọng nhất của người, tức là công trình cứu độ toàn thể nhân loại, thì Thánh Giuse và Đức Maria hân hoan vào gian phòng nhỏ để cầu nguyện.
Đức Maria liền được đắm đuối trong Thiên Chúa và được tỏ cho biết tất cả những gì đang diễn ra giữa Cha trên trời và Thánh Tử của mẹ. Sau đó, mẹ rất thánh hợp lòng với Đấng Cứu Thế trong những lời khẩn nguyện của người. Thánh Giuse cũng thường được hưởng chính mặc khải ấy. Thánh nhân sung sướng hợp lời cầu nguyện với Chúa Giêsu, con của Ngài, và với Đức Maria, hiền thê của Ngài. Việc hợp nhau cầu nguyện đem lại rất nhiều lợi ích cho linh hồn Đức Maria và Thánh Giuse vì đã làm gia tăng ơn Thánh, tình yêu đối với Thiên Chúa và đồng loại, đồng thời đem lại muôn vàn công phúc cho hai ngài. Thánh Giuse rất hạnh phúc về điều ấy. Sau mỗi lần rời khỏi gian phòng thân thương, Thánh Giuse dường như không còn là con người như lúc trước, như là một thụ tạo đã được tân tạo hoàn toàn trong Thiên Chúa. Thánh nhân không thể suy tưởng đến các sự thế gian nữa. Linh hồn Ngài như đã được thần hóa, giống như linh hồn các tuyển nhân trên trời, những người được nhận biết Thiên Chúa trong yếu tính của người. Ở nơi Thánh Giuse, tình yêu Thiên Chúa đã đạt đến mức cao vời, đến nỗi thân xác Ngài cũng ảnh hưởng. Tâm hồn Thánh Giuse như một ngọn núi lửa nóng bỏng tình yêu Thiên Chúa, đến độ Ngài thường kêu lên, ôi Thiên Chúa tình yêu, xin cho con được chết. Ôi, ước chi ngọn lửa tình yêu đang bừng cháy trong lòng con hãy làm con tiêu tan hoàn toàn. Thực vậy, mỗi khi được tình yêu Thiên Chúa thiêu đốt và làm tiêu hao, Thánh Giuse đều khát khao được chết. Thánh nhân thường ngỏ lời với Đức Maria, ôi hỡi hiền thê của tôi. Lúc này tôi đang được tình yêu Thiên Chúa thiêu đốt, tôi cảm thấy trong lòng một nỗi khát khao muốn chết. Mẹ rất thánh đã an ủi phu quân Giuse và đáp rằng chính Thiên Chúa đã trào đổ ước vọng ấy vào lòng Ngài và Thiên Chúa sẽ sẵn lòng ban an ủi bằng cách cho Thánh nhân được chết theo cách Ngài muốn. Một lần kia, Thánh Giuse chắp tay, ngước mắt lên trời và kêu lên, ôi Thiên Chúa vô cùng nhân lành. Phải chăng Chúa sẽ ban cho con ơn an ủi như lòng con ước ao? Phải chăng con sẽ được chết trong lúc đang được ngọn lửa tình yêu của Chúa thiêu đốt? Khi thưa lên những lời ấy, tâm hồn Thánh Giuse nóng cháy, dung mạo Ngài tươi thắm và đôi mắt Ngài rực sáng. Thánh nhân được xuất thần và ở trong tình trạng ấy mãi cho đến giờ cùng với Chúa Giêsu và mẹ rất thánh đọc thánh vịnh chúc tụng. Đức Maria rất sung sướng chiêm ngắm Thánh Giuse vì Ngài giống như một phúc nhân thiên đàng hơn là một con người trần gian. Dung mạo của Ngài giống như dung mạo của một vị luyến thần. Mẹ rất thánh sốt sắng cảm tạ Thiên Chúa đã rộng lượng trao đổi muôn vàn hồng ân cho lương quân của mẹ và mẹ trân trọng các hồng ân ấy như thể bản thân đã được lãnh nhận các ơn đó. Lòng sung kính của Thánh Giuse đối với mầu nhiệm nhập thể rất sâu xa và nồng nàn. Từ khi được Đức Maria cho biết thời điểm phép lạ cao cả đã xảy ra thì tháng nào năm nào Thánh Giuse cũng mừng kính sự kiện ấy. Thánh nhân dọn mình mừng biến cố ấy một cách rất đặc biệt bằng việc thực hiện nhiều hành vi khổ chế. Trong thời gian này, khi ngày kỷ niệm đến, vào đúng giờ mầu nhiệm trọng đại đã diễn ra, Thánh Giuse liền thức dậy và cùng với Đức Maria cầu nguyện nhân danh toàn thể nhân loại mà cảm tạ Thiên Chúa về ơn trọng đại người đã ban xuống. Tương tự, Thánh Giuse còn có lòng sùng kính mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giêsu. Trong trường hợp này, Thánh nhân thức dậy lúc nửa đêm, tức là thời điểm cuộc giáng sinh kỳ diệu đã xảy ra, Ngài thức cho đến sáng để suy ngẫm và tạ ơn về mầu nhiệm ấy. Thánh Giuse còn có lòng sùng kính mầu nhiệm dâng Chúa vào đền thờ. Đối với biến cố này, Thánh nhân hồi tưởng lại những lời cụ già Simeon Thánh Thiện đã loan báo. Thánh Giuse đã lập được rất nhiều công phúc qua các việc sùng kính trên. Ngài thực hiện các việc sùng kính ấy với một tâm tình sốt mến và rất nhiều nước mắt, đến nỗi tâm hồn Ngài dường như đã bị tan chảy. Thánh Giuse cũng đã cùng với Đức Maria thực hiện các hành vi sùng kính ấy. Khi đàm đạo với nhau, tâm hồn Đức Maria và Thánh Giuse đều được bừng cháy trong ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa. Hai ngài thường chia sẻ các đoạn thánh kinh liên quan đến cuộc khổ nạn tương lai của Đấng Cứu Thế. Mẹ Thiên Chúa đã làm sáng tỏ những đoạn kinh thánh ấy cho Thánh Giuse và Thánh Nhân đã thấu đáo mọi điều Đức Maria giải thích cho Ngài. Mặc dù Thánh Giuse vẫn được tràn đầy an ủi. Vì lòng mến của Thánh Giuse dành cho Chúa Giêsu rất thắm thiết nên nỗi đớn đau và cay đắng của Ngài càng trở nên ê chề kinh khủng mỗi khi tưởng nghĩ đến những đau khổ tương lai Đấng Cứu Thế sẽ phải chịu. Thật khó mà diễn tả cho đầy đủ lòng cảm thông và sự ngọt ngào trong lời nói của Thánh Giuse dành cho Chúa Giêsu, cũng như niềm khao khát của Ngài muốn gánh chịu tất cả những đau khổ tương lai của Đấng Cứu Thế. Trong một lần trao đổi với Đức Maria, Thánh Giuse đã nói, hỡi hiền thê của tôi.
Quả thật, tôi muốn được thiêu hủy bởi những ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa, nhưng ước gì trước khi chết, tôi sẽ được chịu thật nhiều đau đớn vì tình yêu Chúa Giê-xu. Ôi, diễm phúc cho tôi biết bao nếu như tôi được chia sẻ một phần những đau đớn và khổ hình người sẽ phải chịu. Thật vậy, mỗi khi tưởng nghĩ đến điều đó, Thánh Giuse lại khao khát đau khổ đến nỗi Ngài liên lỉ khẩn nài Thiên Chúa ban cho Ngài được chịu nỗi đau đớn kinh khủng ấy trước khi chết, để ít ra Ngài cũng được đồng nhất trong một mức độ nào đó với Chúa Giê-xu, đấng được tiền định phải chịu thương khó và tử nạn. Mỗi khi Chúa Giê-xu tâm sự với mẹ người, Thánh Giuse thường phục mình xuống đất và hướng mắt nhìn về cây thập tự nhỏ Chúa đã tự tay đóng lấy. Thánh nhân khẩn cầu Cha trên trời cho Ngài được chịu một phần những khổ hình Chúa Giê-xu đã được tiền định phải chịu trên thập giá. Lời cầu xin ấy đã không ra vô ích vì trong cơn bệnh cuối đời của Ngài, Thánh Giuse đã phải trải qua rất nhiều đau đớn. Trong những lúc được đắm đuối trong tình mến và an ủi, Thánh Giuse không cần dùng đến những của ăn cho phần xác. Điều này càng xảy ra thường xuyên hơn nữa khi Thánh nhân suy niệm về cuộc thương khó trong tương lai của con Thiên Chúa. Thánh nhân sống trong tình trạng ấy suốt ngày suốt đêm, than khóc cuộc thương khó và không thể ăn uống hoặc nghỉ ngơi. Thánh nhân bị hư hao cả người vì quá buồn phiền. Thánh Giuse đã thố ra những lời phàn nàn với các kẻ làm tội tình Chúa cứu thế, hỡi những người nhẫn tâm. Sao các người lại bắt đấng cứu thế yêu dấu của các người phải chịu đau khổ như vậy? Sao các người lại nỡ tra tay độc giữ chống lại Thiên Chúa nhập thể? Các người thực sự đành tâm đến độ tàn đãi con Thiên Chúa là Chúa Giê-xu, đấng tuyệt vời uy linh, cao sang, tốt lành, hiền từ, khôn ngoan, nhân ái và đầy yêu thương hay sao? Ôi, những thụ tạo khốn cùng sao lại nhẫn tâm làm những điều như thế? Ôi, những con người bạc vong! Sao các người lại nỡ lòng giơ tay chống lại Thiên Chúa và đấng cứu độ vô cùng khả ái của các người? Sau những lời ấy, Thánh Giuse yếu nhược đã quỵ ngã vì quá thương tâm. Chúa Giê-xu bước đến và giúp đỡ, nâng nghĩa phụ dậy và an ủi Ngài. Thực vậy, trên môi miệng Thánh Giuse không bao giờ thốt ra những lời oán trách cay độc. Ngược lại, lúc nào Thánh nhân cũng sẵn sàng tỏ lòng nhân ái và yêu thương với cả những người tội lỗi. Thánh nhân cùng lắm mới gọi các tội nhân là những người cùng khốn nhẫn tâm và nài xin Cha trên trời ban ơn tha thứ cho họ. Khi biết đấng cứu thế sẽ phải tử nạn trên thập tự giữa những khổ hình độc dữ, Thánh Giuse đã tận tuyệt phó thác cho sự an bài của Thiên Chúa để công cuộc cứu độ nhân loại được thực hiện theo đúng chương trình tiền định của Người. Thánh Giuse thường nhìn Chúa Giê-xu để chiêm ngắm vẻ đẹp thần linh tuyệt vời của Người và rất nhiều lần vì đó Thánh nhân đã được ngây ngất. Đôi khi nghĩ đến cuộc khổ hình của Chúa Giê-xu, Thánh nhân thầm nhủ, ôi Thánh nhan quý đẹp và tràn đầy yêu thương của Chúa Giê-xu, Con của Cha. Khi bị các thụ tạo tàn đãi tra tấn, Thánh nhan của con sẽ ra thê thảm và tang thương thế nào? Khi chiêm ngắm đôi tay, đôi chân và lồng ngực của Chúa Giê-xu, những tâm tưởng và những lời thở than của Thánh Giuse cũng tương tự như thế. Mỗi khi đấng cứu thế nói năng, tỏ ra sự khôn ngoan siêu việt và thông hiểu của Người, Thánh Giuse thường tự nhủ, ôi, miệng Thánh! Nơi phát xuất những lời hằng sống, ôi Giê-xu, con sẽ phải uống chén đắng cay như thế nào? Những lời hằng sống và giáo lý trời cao của con sẽ bị chống đối hay sao? Thỉnh thoảng, khi hoan hỉ chiêm ngắm đôi tay trắng trẻo đẹp đẽ của Chúa Giê-xu, Thánh Giuse thường hình dung đôi tay ấy một ngày kia sẽ bị đóng phập vào thập giá. Cũng thế, khi chiêm ngưỡng đấng cứu thế trong thân hình toàn vẹn, khi nghĩ đến nét khả ái và uy nghi trong cung cách của Người, Thánh nhân thường kêu lên, ôi Thiên Chúa nhập thể! Ôi nhân tính rất thánh đã được ngôi hiệp với thiên tính! Thế mà phải tử nạn trên một cây gỗ nhục hình hay sao? Những suy tư ấy không khác gì những lưỡi gươm đâm thấu và xé nát cõi lòng của Thánh Giuse. Thánh nhân được tình yêu và cuộc thương khó của Chúa Giê-xu làm cho tiêu hao mòn mỏi. Chúa Giê-xu càng thêm tuổi, các tư tưởng về cuộc thương khó của Người càng trở nên da diết hơn nơi tâm trí của Thánh Giuse. Giờ đây, cuộc khổ nạn của đấng cứu thế càng đến gần thì nỗi buồn đau của Thánh nhân cũng càng gia tăng. Thánh nhân tâm sự với hiền thê rất thánh của Ngài, khi Ngài nhìn thấy Chúa Giê-xu đang lớn lên, khi Ngài tưởng nghĩ đến nhân tính vô cùng thánh thiện của Chúa đang phát triển kỳ diệu nhưng rồi phải chịu cực hình kinh khiếp, thì nỗi đau đớn buồn thương trong lòng Ngài cũng trỗi dậy mãnh liệt. Trước những nhận xét của Thánh Giuse, nỗi niềm đớn đau của Đức Maria càng bội tăng hơn nữa. Nơi mẹ rất thánh cũng như nơi Thánh Giuse, tình yêu và đau khổ càng ngày càng trở nên mãnh liệt.
Thánh Giuse có lòng sùng kính lạ thường đối với thập giá. Với một thái độ cung kính sâu xa, thánh nhân thường chiêm ngắm cây thập giá nhỏ Chúa Giêsu đã tự tay đóng lấy. Thỉnh thoảng, giữa đôi hàng nước mắt rưng rưng, thánh nhân áp chặt cây thập giá ấy vào lòng và hôn kính, vì Ngài coi đó là hình cụ để hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại. Trước thập giá, thánh nhân bộc lộ hết nỗi niềm đắng cay và những tình cảm trong tâm hồn của Ngài, rồi kết thúc bằng những lời thở than, ôi, kẻ nào sẽ là lý hình? Kẻ nào sẽ đóng cây thập giá để tử hình đấng cứu thế? Khi Thánh Giuse thầm thĩ những lời ấy, tâm hồn Ngài đã tan hòa giữa những hàng nước mắt. Sức lực của Thánh Giuse sa sút. Ở nơi Thánh Giuse, sự đau đớn khi nghĩ đến các thống khổ đấng cứu thế phải chịu trong tương lai, cũng như tình yêu Thiên Chúa nồng nàn của Ngài càng ngày càng gia tăng, khiến sức lực phần xác của thánh nhân bắt đầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng và Ngài phải hết sức cố gắng mới có thể tiếp tục làm việc. Thánh Giuse có vẻ mỏi mệt và kiệt sức. Giờ đây, Chúa Giêsu đã đến để quán xuyến giúp đỡ dưỡng phụ của người. Chúa đảm trách những công việc nặng nhọc và làm cho các việc của Thánh Giuse trở nên thư thả hơn. Nguyên sự hiện diện của Chúa Giêsu đã là một nguồn an ủi, giúp Thánh Giuse cảm thấy đủ sức để thực hiện ít là những phần nhẹ nhàng. Những lời chân tình và cảm thông của Chúa Giêsu không chỉ làm cho Thánh Giuse được dễ chịu, mà còn đốt lên trong Ngài ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa sốt nóng hơn. Một dịp kia, đang lúc Chúa Giêsu mỏi mệt sau khi làm những công việc nặng nhọc, Thánh Giuse đã đến và nói với Chúa, ôi con rất yêu dấu của cha. Bây giờ con cật lực làm việc với những thanh gỗ này, nhưng rồi đến lúc người ta sẽ cật lực tương tự như vậy để đóng một cây thập giá hầu kết liễu mạng sống của con. Khi nói xong những lời ấy, Thánh Giuse hầu như ngất đi. Chúa Giêsu vội vàng đỡ lấy nghĩa phụ. Chúa an ủi và nhắc cho Thánh Giuse nhớ rằng cần phải tuân theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Khi nghe lời ấy, Thánh Giuse thở dài và kêu lên, phải rồi, hỡi Giêsu của cha. Ước chi mọi sự đều diễn ra như Thiên Chúa đã tiền định. Tuy nhiên, tâm hồn cha không thể không cảm thất nát tan. Vì thế, cha xin dâng lên cha trên trời tất cả nỗi đau thương này cùng với toàn thể con người của cha. Cha ước mong cùng được chết trên thập giá nếu như thánh ý người cũng muốn như vậy. Thánh Giuse đã mất sức đến kiệt quệ. Ngài khổ tâm vì không còn sức lực để lo liệu các nhu cầu cho thánh gia được nữa. Một lần kia, thánh nhân trìu mến tâm sự với Chúa Giêsu, ôi con yêu dấu của cha, Thiên Chúa của cha. Giờ đây, cha khổ tâm khi thấy con phải lao nhọc vất vả, trong khi cha chẳng còn sức lực để đỡ đần cho con. Cha chỉ mong được một chút sức khỏe đủ để giúp đỡ và làm vơi bớt phần nào những nhọc nhằn của con. Tuy nhiên, cha cảm thấy quá yếu nhược. Rõ ràng cha không còn xứng đáng được phục vụ con như trước kia nữa, và thánh nhân không cầm được nước mắt. Chúa Giêsu an ủi hiền phụ Giuse và nói rằng, trong quá khứ thánh nhân lao nhọc vất vả đã nhiều và đã phục vụ bằng tất cả khả năng của Ngài. Vì thế, giờ đây, Ngài cứ thanh thản để nghỉ ngơi. Chúa Giêsu xin Thánh Giuse hãy vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh vì thánh ý Thiên Chúa muốn Ngài phải chịu tình trạng yếu nhược như vậy. Được an ủi, Thánh Giuse đã vui lòng chấp nhận tình trạng sức khỏe sa sút của Ngài. Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần của thánh nhân lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì thế, Ngài đã thực hành mọi nhân đức đến mức hoàn hảo và thăng tiến rất nhanh trên bình diện ân sủng và tình yêu Thiên Chúa. Tương tự, Đức Maria cũng an ủi và khích lệ vị hôn phu Thánh Đức. Mẹ cố gắng làm những thức ăn bổ dưỡng cho Thánh Giuse vì giờ đây Ngài ăn uống được rất ít. Thánh nhân đón nhận những thức bổ dưỡng ấy một cách vui vẻ, nhưng Ngài thường dành lại một phần cho những người nghèo khó, những người vẫn được Thánh nhân dành cho nhiều tình thương và cảm thông. Trước kia, Thánh Giuse vẫn ước ao làm việc để có thể bố thí cho họ. Mặc dù giờ đây không còn được như thế, tuy nhiên, Thánh nhân vẫn dành cho họ quà tặng là những lời cầu nguyện. Ngài tăng bội những lời kinh để Ngài xin Thiên Chúa lo liệu các nhu cầu cần thiết cho họ. Thấy mình càng ngày càng yếu nhược, không còn sức làm việc được nữa, Thánh Giuse đã để tâm suy gẫm nhiều về các ưu phẩm của Thiên Chúa. Ngài khát vọng mãnh liệt muốn Deus chết để có thể chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa. Thánh nhân thường hướng ánh mắt về trời và giữ nguyên như vậy suốt nhiều giờ đồng hồ.
Ngài mong ước công trình cứu độ nhân loại sớm đến ngày hoàn thành, để nhờ đó, Ngài sẽ được tiếp nhận vào quê hương Thiên Quốc. Thánh Giuse đọc các đoạn thánh kinh và các thánh vịnh của vua David nói về lòng khát khao được chết. Thánh nhân đến gặp Đức Maria và cố làm cho mẹ hiểu Ngài rất khát mong nước trời, ôi hiền thê rất dấu yêu của tôi. Biết đến ngày nào tôi mới được vào hưởng sự vui mừng của Thiên Chúa. Một khát vọng nóng bỏng muốn ra đi đang sôi sục trong tâm hồn tôi. Dường như thời hạn lưu đày trần gian của tôi chẳng còn bao lâu nữa và linh hồn tôi sẽ sớm được giải thoát khỏi những xiềng xích của thân xác để tung cánh bay về nơi an nghỉ nơi lòng tổ phụ Abraham. Và ở đó, tôi sẽ chờ cho đến ngày công cuộc cứu độ nhân loại được hoàn thành và nhờ đó, tôi sẽ được đưa vào tận hưởng những hoan lạc bất tận của Thiên Chúa. Thực vậy, không những sức lực phần xác của tôi dường như đang suy giảm rất nhanh, mà tôi còn cảm thấy trong mình một khát vọng nóng bỏng muốn băng ra khỏi cuộc sống dương gian này. Tiếc nuối duy nhất của tôi là phải từ biệt Đức Nữ, hiền thê dấu yêu của tôi và Chúa Giê-xu quý yêu giữa những khổ đau ê chề mà sau này Chúa Giê-xu và Đức Nữ sẽ phải gánh chịu. Tuy nhiên, Cha trên trời nhất định sẽ nâng đỡ và an ủi cho hai mẹ con. Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại cả hai đấng sau khi Chúa cứu thế, qua cuộc tử nạn, sẽ mở cửa thiên đàng và cho chúng ta được vào quê hương diễm phúc. Thực vậy, tuy đã biết cuộc đời trần gian của Thánh Giuse sắp đến ngày chấm dứt, nhưng Đức Maria hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa và không tỏ ra một chút chán nản nào. Đức Maria chỉ thổ lộ cho Thánh Giuse biết những cảm xúc buồn vui của mẹ và ngay cả trong việc này, mẹ cũng làm hết sức tế nhị. Thánh Giuse cảm thấy rõ ràng ngày ra đi của Ngài đã cận kề và vì vậy Ngài rất nhiệt thành thực hành nhân đức. Thánh nhân xin Chúa cứu thế thường xuyên nói về thiên đàng cũng như các mầu nhiệm liên quan đến cuộc sống, cuộc thương khó và tử nạn của Chúa cứu thế cho Ngài nghe. Bởi vì Thánh nhân nói, đến khi ấy, Cha chẳng còn được nhìn thấy con mà cũng không được nghe những lời thần linh của con. Vì thế, Cha xin con hãy cho Cha được hoan hưởng sự hiện diện của con bên cạnh Cha trong lớp áo thân xác hay chết này. Để an ủi Thánh Giuse, hiền phụ của người, Chúa Giê-xu thường nói về các mầu nhiệm liên quan đến Thiên Chúa làm người, về các ưu phẩm và các điều thiện hảo của Thiên Chúa và về vinh quang thiên đàng. Tất cả những điều ấy đã làm tăng thêm khát vọng của Thánh Giuse muốn thoát khỏi cuộc đời này để tận hưởng hạnh phúc diện kiến Thiên Chúa vô cùng. Một lần kia, Thánh Giuse quay nhìn Chúa Giê-xu và nói, hỡi đấng cứu độ rất khả ái của Cha. Linh hồn Cha khát khao được thoát khỏi xiềng xích thể xác này để được vào hưởng kiến Thiên Chúa diện đối diện. Những lời con nói về các sự trên trời đã đem lại cho Cha một niềm vui chan chứa, đến độ linh hồn Cha gần như sắp lìa khỏi thân xác. Thế thì khi Cha thực sự ra khỏi trần gian này, không biết niềm vui được vào hưởng sự vui mừng của Thiên Chúa sẽ còn lớn lao như thế nào nữa. Tuy nhiên, sự an ủi của Cha đã biến thành cay đắng khi Cha nghĩ rằng không ai có thể mở được cửa thiên đàng ngoại trừ một mình con, qua cuộc sống, cuộc thương khó và tử nạn cứu độ của con. Ôi, điều ấy đâm thấu linh hồn Cha và làm Cha âu sầu đau đớn. Ơn giải thoát của chúng ta sẽ được trả bằng một giá đắt đỏ chừng nào. Ôi, đấng cứu độ yêu dấu của Cha. Tâm hồn Cha nát tan khi nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể được hưởng kiến Thiên Chúa bằng cái giá đau khổ và cái chết tang thương của con. Cha muốn thực hiện một chút gì đó đền tạ tình yêu vô cùng của con. Cha muốn đền tạ sự vong ân của vô số người không biết trân trọng tạ ân vô giá và tình yêu quá bao la này. Trong lúc càng ngày càng bị nỗi đớn đau và tình yêu làm cho hao mòn, Thánh Giuse thường lặp đi lặp lại những lời như thế với Chúa Giê-xu. Khi tình yêu nồng cháy chan chứa trong tâm hồn, Thánh Giuse chiêm ngắm đấng cứu thế và vô cùng sung sướng vì nhận ra ở nơi người các ưu phẩm tuyệt vời, đến độ linh hồn Ngài dường như được đắm chìm trong hân hoan. Tuy nhiên, vì lúc nào Thánh Nhân cũng nhớ đến các đau khổ và cái chết của Chúa cứu thế, nên niềm vui của Ngài bị tiêu tan và Thánh Nhân cứ lặp đi lặp lại lời này, ôi Chúa Giê-xu, đấng cứu độ của Cha. Ở nơi con, nào là vẻ hiền từ, nét diễm lệ và sự khôn ngoan, nào là tri thức và lòng nhân lành vô biên. Thế nhưng những điều rất mực vinh hiển ấy rồi sẽ bị tàn đãi, bị khinh khi và nhục mạ. Thánh Giuse thực sự đã bị kiệt quệ vì lòng Ngài lúc nào cũng bị các suy tư ấy chiếm đoạt. Đấng cứu thế biết ơn đón nhận tâm tình của Thánh Giuse và tỏ cho Ngài thấy những biểu hiện rõ ràng về điều ấy. Bất chấp bệnh trạng, Thánh Giuse vẫn không bao giờ bớt xén các giờ cầu nguyện thường lệ. Ngược lại, Thánh Nhân còn tăng thêm.
Vì lợi ích các linh hồn, Ngài đã quỳ gối suốt nhiều giờ, khẩn nài Cha trên trời cho mọi người biết tin nhận đấng cứu thế khi người đền tỏ mình cho thế gian qua cuộc đời giao giảng. Điều ấy đã được tỏ cho Thánh Giuse biết qua một mặc khải thần linh. Thánh Giuse thường dâng lên Cha trên trời những lời cầu nguyện sốt sắng, ôi những người được nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa thật sự diễm phúc biết bao. Thánh nhân đã nói với Đức Maria, hỡi hiền thê yêu quý của tôi. Thật là một đặc ân phi thường khi Đức Nữ được nghe lời Chúa Giêsu của chúng ta giao giảng. Mặc dù Đức Nữ thực sự phải chịu rất nhiều đắng cay khi nhìn thấy những đau đớn khủng khiếp, những chống đối và bách hại mà Chúa Giêsu sẽ phải chịu, tuy nhiên, những lời thần linh của người sẽ làm cho Đức Nữ được mạnh sức. Tôi vui mừng cho số phận diễm phúc của Đức Nữ khi Đức Nữ được chịu đau khổ vì tình yêu Chúa Giêsu và tôi vui mừng vì niềm vui Đức Nữ sẽ được hưởng nhờ các cuộc thăm viếng của người. Tôi tin chắc Chúa Giêsu sẽ an ủi Đức Nữ giữa muôn vàn khổ đau mà Đức Nữ, một người mẹ đầy yêu thương, sẽ cảm nghiệm trước những đau khổ và nhọc nhằn Chúa Giêsu phải trải qua để mưu ơn cải thiện cho toàn nhân loại. Nhờ các lời thánh thiện ấy, ngọn lửa tình yêu một lần nữa lại bùng lên dữ dội trong tâm hồn Thánh Giuse. Ngài thường được tình yêu chiếm đoạt đến nỗi ngất đi và càng ngày càng yếu sức. Đức Maria dọn các thức bổ dưỡng để Thánh Giuse hồi phục sức khỏe và Thánh Nhân rất biết ơn khi đón nhận các thức ấy. Ngài ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Ngài quá nhiều ơn thánh và phúc lành. Những ngày sau hết của Thánh Giuse tại Sưởng Mộc. Mặc dù rất yếu nhược, nhưng Thánh Giuse vẫn đến Sưởng Mộc cùng với Chúa Giêsu. Thánh nhân thường nói với Chúa Giêsu, hỡi con, đấng cứu độ yêu dấu của Cha, xin cho Cha được ở bên con. Cha biết Cha chỉ còn sống trên dương gian này một thời gian ngắn ngủi nữa thôi, nên Cha muốn tận hưởng sự hiện diện của con trong khi còn đang sống. Vì Cha sẽ chẳng còn được nhìn thấy con nữa, cho đến ngày con vinh hiển vào ngục tổ tông để giải thoát linh hồn Cha, linh hồn các tổ phụ và những người công chính. Chúa Giêsu xác nhận với hiền phụ rằng, người đã cảm nghiệm niềm vui khi làm việc chung với Thánh Nhân tại xưởng mộc nhỏ bé này. Ma quỷ độc dữ, kẻ luôn căm hờn Thánh Giuse và đấng cứu thế, không thể chịu nổi ảnh hưởng từ một nguồn sáng rực rỡ do một cuộc sống nhân đức và thánh thiện tuyệt vời như thế. Hắn giở trò xui xiểm nhiều người, kể cả những người vốn có thiện cảm với Thánh Giuse. Giờ đây, mượn cớ cảm thông với Thánh Nhân, họ quyết tâm vu cáo đấng cứu thế. Vào thời điểm ấy, Chúa Giêsu đã đủ lớn để đảm trách sinh kế cho bản thân và cha mẹ, nhưng người vẫn để Thánh Giuse tiếp tục đến xưởng mộc làm các việc tương đối nặng nhọc và vất vả, mặc dù Thánh Nhân đã yếu nhược và sa sút về sức khỏe. Những người kia trách cứ Chúa cứu thế không biết tự trọng khi để thân phụ già yếu và bệnh tật phải kiệt lực, trong khi đúng ra phải cảm thương và đảm trách mọi gánh nặng vì Chúa đang thời trai trẻ và khỏe mạnh. Những lời chỉ trích ấy tựa như muôn vàn vết thương làm nhức nhối tâm hồn Thánh Giuse, vì không thể tiết lộ điều bí nhiệm cho những người kia và do đó Ngài đành phải cúi đầu để Chúa Giêsu phải chịu sỉ nhục. Chúa cứu thế thinh lặng lắng nghe và cung cách điềm tĩnh của người lẽ ra đã làm cho tâm hồn các kẻ ấy tràn đầy lửa mến. Tuy nhiên, họ đã ra cứng lòng vì bị quỷ dữ xui xiểm nên không dễ dàng bị xúc động. Dù vậy, họ không thể không thán phục đức hiền từ và nhẫn nhục của Chúa Giêsu khi chứng kiến người nín lặng chịu đựng mọi sự một cách điềm tĩnh. Một số người còn bị kích động đến mức cuồng nộ. Họ kéo đến xưởng mộc với ý định lăng nhục Chúa Giêsu hơn nữa. Nhưng khi đến nơi, vì nhìn thấy nét khả ái và hiền từ của Chúa cứu thế, nên họ không thể mặc sức nổi điên như đã định trước. Chúa tiếp đón họ một cách thân ái và chân tình, khiến họ lúng túng và không thể thốt ra những lời vu khống. Cũng có những lần Chúa Giêsu ở nhà để cầu nguyện với Cha trên trời, trong khi Thánh Giuse một mình đến xưởng mộc. Những người kia mặc sức ra vẻ quan tâm và cảm thông với Thánh Nhân để rồi chê trách Thánh Tử Giêsu của Ngài. Họ bảo Thánh Giuse không biết nuôi dạy con, để con ra ương ái khường khĩnh, rồi đây Ngài sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa vì đã để con Ngài lười lĩnh và sống vô tích sự. Hơn nữa, thật đáng hổ thẹn khi thấy một thanh niên sức vóc mạnh mà lại ru rú trong nhà, không chịu làm đụng gì cả. Sau cùng, họ rỉ rón với Thánh Giuse, ông xem nó bỏ mặc ông một mình đầu tắt mặt tối như thế đấy, có quan tâm gì đến ông đâu, có nghĩ gì đến ông đâu.
Những lời phỉ báng độc địa ấy đã gây đau đớn vô cùng cho tâm hồn Thánh Giuse, nhưng đáp lại, Thánh Nhân chỉ xin họ đừng nói năng như thế, vì như vậy là xúc phạm đến Thiên Chúa. Ngoài ra, Thánh Nhân còn nói rằng họ không biết gì đến sứ mạng đích thực của con Ngài. Những người này liền mỉa mai và chế giễu, ồ, phải đấy, đúng đấy. Trong lúc đó thì mọi công việc đổ xuống đầu ông, còn nó thì cứ thoải mái dỗi hơi. Những lời vu khống cay độc do số người bị ma quỷ xui xiểm kia thốt ra có thể khiến những người điềm tĩnh nhất cũng phải bất nhẫn. Thế mà Thánh Giuse vẫn không tỏ ra một chút bất nhẫn hoặc thất vọng. Thánh Nhân đón nhận mọi sự một cách điềm tĩnh vì lòng mến Chúa Giêsu, vì Ngài biết Chúa cứu thế sẽ phải chịu đau khổ để cứu độ nhân loại. Các cơ hội này đã giúp Thánh Giuse nhìn thấy trước những đau khổ và bách hại đang chờ đón đấng cứu thế dấu yêu của Ngài trong tương lai và làm cho Thánh Nhân càng đau buồn hơn nữa. Một đôi khi Thánh Giuse đã đến gặp Đức Maria và kể cho hiền thê của Ngài nghe những điều đã xảy ra, hỡi hiền thê của tôi. Giờ đây, tôi dành cho Đức Nữ một niềm cảm thương trong tâm hồn tôi. Nếu như những lời nhận định sơ sài chống báng Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta mà tôi vừa nghe thấy đã làm tôi đau đớn quá đỗi, đến độ linh hồn sắp lìa khỏi xác, thế thì hỡi hiền thê yêu dấu, Đức Nữ sẽ phải thế nào khi nghe những lời nhục mạ chống lại người con Thiên Chúa của Đức Nữ và khi nhìn thấy người âu sầu khổ não, bị chống đối tứ bề, bị sỉ nhục và bị bách hại? Ôi, tâm hồn Đức Nữ sẽ phải chịu đựng những gì? Tâm hồn Đức Nữ sẽ chịu đựng những khổ thống nào? Giờ đây, tôi thực lòng cảm thương cho Đức Nữ. Thực vậy, giả như có thể ngăn được những khốn khổ và đau thương, những khốn đốn và cự hình bằng cách hy sinh mạng sống của tôi, bằng cách đổ hết máu của tôi, thì quả thật tôi rất vui mừng chấp nhận như vậy. Mẹ Thiên Chúa lắng nghe tất cả những lời của Thánh Giuse và tâm hồn mẹ tràn ngập đắng cay vì những đau thương đang chờ đợi người con dấu yêu của mẹ. Đức Maria chịu khổ đau hơn Thánh Giuse rất nhiều. Tuy nhiên, mẹ vẫn tìm cách an ủi Thánh Nhân. Đức Maria tỏ ra cảm thông bằng cách tận tình phục vụ và nói cho Thánh Giuse về vinh quang Chúa Giêsu sẽ đón nhận sau khi vượt qua cuộc thương khó và lợi ích muôn vàn linh sinh sẽ được hưởng nhờ vì lời giáo huấn và gương lành của Chúa. Thỉnh thoảng, Thánh Giuse ra khỏi nhà để mua một số thực phẩm cần thiết. Nhiều người nhận ra dáng vẻ gầy guộc và yếu nhược của Ngài, họ hỏi thăm tại sao Ngài phải ra thê thảm như vậy. Thánh Giuse đáp lại ngắn gọn là Ngài chỉ cảm thấy sức khỏe có phần giảm sút. Tuy nhiên, những người kia liền vu cáo Chúa Giêsu và Đức Maria đã không chịu lo lắng cho Ngài ăn uống đầy đủ. Thánh Giuse cảm thấy choáng váng trước những nhận định ấy và xin họ đừng nói xúc phạm như vậy nữa, vì Đức Maria và Chúa Giêsu thực sự vô tội và chính nhờ hai đấng mà Ngài đã được nhận lãnh mọi phúc lành. Thánh Nhân nói với họ, các người nên biết hiền thê của tôi và con tôi đã chăm sóc tất cả các nhu cầu cho tôi và còn hơn thế nữa rất nhiều. Hai đấng đã quan tâm đến tôi không thể tưởng tượng được. Vì thế, xin các người đừng nói những lời báng bổ ấy trước mặt tôi nữa, bởi vì như thế là các người chỉ làm tổn thương tâm hồn của tôi mà thôi. Nếu như Thiên Chúa thực sự muốn tôi sống trong tình trạng này, thì tại sao các người lại đành tâm trách móc hai đấng đã chăm sóc và quan tâm đến tôi trong mọi sự? Nghe những lời của Thánh Giuse, một số kẻ đâm ra chưng hửng, nhưng một số khác lại trở nên cứng lòng hơn trước và chế nhạo những lời của Thánh Nhân. Những kẻ này cho rằng Thánh Giuse đã bị tình cảm thê tử che mắt nên không nhìn thấy gì, đang khi tình trạng sức khỏe của mình sa sút rõ ràng là do thiếu sự quan tâm của vợ con. Thánh Giuse trả lời cho họ, quả thật, nhờ con tôi và hiền thê của tôi mà tôi đã nhận được mọi chăm sóc chu đáo và mọi phúc lành. Hai đấng ấy là tất cả niềm an ủi và sự nâng đỡ cho tôi. Nếu không chịu dẹp bỏ các luận điệu của các người đi, các người thật sự đã quá sai lầm. Sau đó, Thánh Giuse cúi đầu, bỏ mặc họ mà đi. Chúa Giêsu và Đức Maria vẫn chờ đợi để được an ủi Thánh Giuse khi Ngài buồn bã trở về. Hai đấng khích lệ Thánh Nhân hãy kiên cường chịu đựng. Cũng chỉ vì những quấy nhiễu thường xuyên ấy, nên trong thời gian này, Thánh Giuse quyết định sẽ ít để những người ấy gặp Ngài, và nếu cần, Ngài còn hy sinh cả niềm vui được sống bên Chúa Giêsu tại xưởng mộc nữa. Như thế, những con người ác tâm kia sẽ không có cơ hội thốt ra những lời vu khống. Mặc dù việc từ khước niềm an ủi được sống bên Chúa Giêsu tại xưởng mộc thực sự rất đau đớn và buồn khổ cho Thánh Giuse, nhưng nỗi sợ Thiên Chúa sẽ bị xúc phạm đã giúp Thánh Giuse chấp nhận điều ấy một cách nhẫn nại.
Thánh nhân quyết định ẩn mặt để cầu nguyện với Cha trên trời hoặc đi đàm đạo với hiển thê của Ngài. Chúa Giêsu thường đến nơi ấy để nói cho Thánh Giuse và mẹ người về các mầu nhiệm Thiên Chúa. Trong thời gian này, những khi Đức Maria lo chuẩn bị các bữa ăn bổ dưỡng cho Thánh Giuse, thì Thánh nhân lui vào gian phòng nhỏ nơi mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể đã diễn ra. Trong khi suy ngắm mầu nhiệm siêu vời ấy, Thánh nhân thường ràn rụa nước mắt và ngất trí suốt nhiều giờ trong một tình trạng cầu nguyện cao siêu. Mỗi khi nhìn thấy thế, Đức Maria thương không đến gần kẻo khiến Thánh Giuse bị mất sự an ủi ấy. Mẹ rất thánh vui mừng khi thấy lương quân của mình được Thiên Chúa yêu thương và mẹ đã cảm tạ Thiên Chúa về điều ấy. Thánh Giuse nhận ra tất cả hạnh phúc của Ngài tập trung tại gian phòng nhỏ này. Thánh nhân cảm nghiệm những ngọn lửa bừng nóng mãnh liệt của tình yêu hoàn hảo đối với Thiên Chúa đã được đốt lên trong Ngài tại đây hơn bất cứ một nơi nào khác. Vì thế, Ngài rất thích dành nhiều thời giờ để đến đây và dường như không thể nào kéo Ngài ra khỏi. Và Thánh nhân cũng không bao giờ chịu bỏ đi nếu như Ngài không nhận thấy sự hiện diện lâu hơn của Ngài tại gian phòng này sẽ làm phiền Đức Maria. Mỗi khi Đức Maria muốn trở về gian phòng nhỏ của mẹ để cầu nguyện và tâm giao thân mật với Thiên Chúa, Thánh Giuse liền ra khỏi để dành chỗ ấy lại cho Đức Maria và không làm phiền giờ cầu nguyện của mẹ. Thánh nhân lui về gian phòng nhỏ bé của riêng Ngài để cầu nguyện trong khi Đức Maria cũng cầu nguyện. Nhờ hành vi ấy, trong tâm trí, Thánh Giuse được đặc ân nhìn thấy hiền thê của Ngài được bao phủ trong ánh sáng khi cầu nguyện. Điều ấy làm Thánh nhân vui mừng và Ngài đã sốt sắng cảm tạ Thiên Chúa. Nhiều khi Chúa cứu thế một mình đến xưởng mộc làm việc để mưu sinh cho mẹ rất thánh và Thánh Giuse. Có những người đến ghé thăm và thấy Chúa giờ đây vất vả một mình, họ đã ca ngợi Người, mặc dù có thể trước kia họ đã gây ưu phiền cho Chúa. Khát vọng được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu và nhận lãnh sự an ủi từ ánh nhìn của Người đã khiến họ trở lại nơi này, bất chấp những gì đã xảy ra trước kia. Những hoạt động kỳ diệu Chúa cứu thế thực hiện nơi tâm hồn những người ghé đến xưởng mộc đã được mô tả đầy đủ trong bản văn tường thuật về đời sống nội tâm của Chúa. Vì nhận thức về hoạt động ấy nên Thánh Giuse vô cùng hạnh phúc. Khi gặp Thánh tử Giêsu, Thánh Giuse thường hỏi han về những chuyện đã xảy ra tại xưởng mộc vì Ngài sợ Chúa lại bị những con người ác tâm nhũng nhiễu. Là một hiếu tử luôn vâng phục, Chúa Giêsu đã kể cho Thánh Giuse mọi điều, chú ý để an ủi Ngài. Thánh Giuse đã xin lỗi Chúa cứu thế vì Ngài đã quá hiếu sự. Thánh nhân nói, hỡi Thánh tử rất yêu dấu của Cha. Xin con tha thứ cho Cha đã đường đột hỏi han về những điều đã xảy ra. Thực ra lúc nào Cha cũng lo lắng con lại bị lăng mạ vì một số người bị kẻ thù chung xui xiểm. Thực vậy, tâm hồn Cha lúc nào cũng ưu tư về điều ấy bởi vì con chính là đối tượng của trọn vẹn tình yêu và mọi tâm tưởng của Cha. Vì thế, Cha được an ủi rất nhiều khi biết người ta cũng yêu mến và ước muốn được nhìn thấy con. Chúa cứu thế vui vẻ lắng nghe những lời của Thánh Giuse, rồi cho biết người yêu mến và cầu bầu cùng Cha trên trời cho Thánh nhân, để Cha trên trời ban thêm cho Thánh nhân các phúc lành và các ơn soi sáng hơn nữa. Những cơn đau đớn kinh khủng và đức nhẫn nhục của Thánh Giuse. Thánh Giuse mỗi ngày một yếu nhược hơn, Ngài không còn thèm khát và cũng chẳng còn muốn ăn BAT cứ gì nữa. Chỉ có thức bổ dưỡng thiêng liêng do lời cầu nguyện và những giáo huấn của Chúa cứu thế mới làm cho Thánh nhân no thỏa được mà thôi. Chúa Giêsu liệu cách thuyết phục hiền phụ dùng chút ít của ăn, còn Đức Maria thì dọn những món đúng khẩu vị của Ngài. Chúa Giêsu còn đổ thêm ân sủng và phúc lành của Người vào đó nữa. Thánh Giuse liền hưởng dùng, nhưng chỉ dùng vừa đủ để cầm hơi mà thôi. Một đêm kia, Thánh Giuse đau đớn quá sức. Thánh nhân chịu đựng những cơn đau với một sức nhẫn nại vô địch và dâng lên Thiên Chúa để đền bồi tội lỗi bản thân. Ít ra là theo cách nghĩ của Ngài, chứ kỳ thực, Thánh Giuse không bao giờ phạm bất kỳ một tội lỗi nào. Vì không muốn quấy rầy Đức Maria, càng không muốn làm phiền Chúa cứu thế, nên Thánh Giuse đã chấp nhận đau đớn trong tinh thần hoàn toàn tín thác, phó mặc cho Thiên Chúa đoái thương lo liệu. Trong tâm trí, mẹ Thiên Chúa đã nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra và mẹ cầu nguyện thật nhiều cho vị phu quân Thánh Đức.
Mẹ Văn Đài Thiên Chúa nâng đỡ và ban cho thánh nhân sức mạnh cần thiết để chấp nhận đau khổ với tinh thần phó thác, ngõ hầu sắm được công phúc trọng đại. Đức Maria chờ đợi và Thiên Chúa đã tỏ dấu muốn mẹ đến với Thánh Giuse và mẹ đã lập tức đến an ủi và lo liệu thuốc thang cho ngài trong cơn đau đớn. Từ gian phòng của mình, Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria đến thăm dưỡng phụ Giuse. Vừa nhìn thấy hai đấng, thánh nhân giơ đôi tay lên trời và cảm tạ Cha trên trời đã sớm ban an ủi bằng cách sai hai đấng an ủi tuyệt vời đến với ngài. Nhìn về Chúa Giêsu, Thánh Giuse tỏ cho người một cử chỉ yêu mến rất tha thiết. Sau đó, thánh nhân gọi tên Đức Maria, người bạn đời thánh khiết của ngài. Cơn đau đớn của Thánh Giuse khi ấy liền được giảm bớt. Với tấm lòng ân cần chăm sóc, Đức Maria đem hơ nóng những miếng vải và dùng như một liệu pháp để làm giảm đau cho Thánh Giuse. Đức Maria đã thể hiện lòng cảm thương thắm thiết dành cho vị hôn phu Thánh Đức và hỏi ngài xem mẹ có thể làm được những gì để giảm bớt cơn đau cho ngài. Thánh Giuse mãn nguyện đáp rằng chính sự hiện diện của Chúa Giêsu và mẹ rất thánh là tất cả những gì ngài cần để được an ủi. Thánh nhân không dám yêu cầu hai đấng lưu lại, mặc dù ngài biết sau khi hai đấng đi khỏi, cơn đau sẽ trầm trọng hơn và như thế linh hồn ngài chẳng khác nào như đã lìa xác. Tuy nhiên, thánh nhân phó thác hoàn toàn cho sự an bài của Thiên Chúa và tự nhủ, nếu Thiên Chúa muốn tôi được an ủi, ngươi sẽ định cho con chí thánh và mẹ rất thánh không rời khỏi tôi. Còn nếu thánh ý Thiên Chúa muốn tôi phải chịu đau đớn và phiền não, ngươi sẽ để hai đấng bỏ đi. Ôi Thiên Chúa của con xin vui lòng vâng theo thánh ý của Chúa. Lúc này, Đức Maria và Chúa Giêsu vẫn ở lại bên Thánh Giuse cho đến khi cơn đau của ngài dịu hẳn. Sau đó, hai đấng mới đi khỏi, còn Thánh Giuse thì thiếp vào giấc ngủ. Lúc ấy, Thiên Thần Chúa đến nói chuyện và thông báo cho Thánh Nhân biết sứ điệp Thiên Chúa là giờ chết của ngài đã gần kề. Và vì thế, ngài nên dọn mình bằng cách nhiệt tâm thực hành nhân đức để lập công phúc. Ngoài ra, Thánh Giuse còn được biết Thiên Chúa sẽ thử thách ngài bằng một cơn bệnh với những đau đớn rất kinh hồn. Thiên Thần khích lệ Thánh Giuse hãy kiên tâm và bảo đảm Thánh Nhân sẽ làm cho Thiên Chúa thỏa nguyện nhờ sự nhẫn nại và phó thác trong cơn thử thách. Khi ấy, Thánh Giuse chợt tỉnh giấc, ngài hoàn toàn suy phục thánh ý Thiên Chúa và tận hiến bản thân cho người, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đón nhận mọi sự Thiên Chúa gửi đến. Thánh nhân cũng cảm tạ Thiên Chúa đã cho ngài biết sứ điệp ấy và khẩn cầu ơn phù trợ trong cơn đau khổ. Liền khi ấy, Đức Maria trở lại với Thánh Giuse. Thánh nhân ngồi dậy và kể cho Đức Maria mọi sự để mẹ rất thánh cầu nguyện và khẩn xin cho ngài biết kiên trung và cộng tác với ơn phù trợ của Chúa. Đức Maria cho biết mẹ rất sẵn lòng chịu đau khổ thay cho ngài nếu như điều đó đẹp lòng Cha trên trời. Thánh Giuse không bằng lòng với điều ấy. Ngài chỉ muốn một mình gánh chịu đau khổ vì muốn phần nào noi gương đấng cứu độ, đấng sẽ chịu vô vàn tang thương dữ dằn. Những cơn đau khủng khiếp trong lòng ruột Thánh Giuse lúc này đang ngấu nghiến ngài. Thỉnh thoảng, thánh nhân bị ngất đi, một phần vì cơn đau, một phần vì tình yêu Thiên Chúa đang bừng cháy trong ngài. Nhịp tim của Thánh Giuse đập rất nhanh, nhưng dịu lại đôi chút mỗi khi có sự hiện diện của Chúa Giêsu, đối tượng tuyệt vời của trọn khối tình yêu của ngài. Mỗi khi được Chúa Giêsu đến bên cạnh và cầm tay, Thánh Giuse cảm thấy hoàn toàn thư thái và được ngất trí. Trong khoảng thời gian ấy, thánh nhân không cảm thấy đau đớn nhưng được hoan hưởng những niềm vui thiên đàng. Mặc dù Thánh Giuse muốn được giải thoát khỏi những ràng buộc của thân xác, nhưng khi nghĩ đến việc phải từ biệt Chúa Giêsu và Đức Maria là ngài cảm thấy hết sức đau lòng. Qua cơn bệnh rất đau đớn này, Thiên Chúa đã giải gỡ Thánh Giuse khỏi mọi quyến luyến trần thế. Ngay cả tình yêu của thánh nhân dành cho Chúa Giêsu và Đức Maria, mặc dù linh thánh và tương đối hoàn thiện, cũng được thành luyện vì tình yêu ấy vẫn còn pha lẫn những yếu tố kiếm tìm tự thỏa. Tình yêu Thánh Giuse đối với Chúa Giêsu và Đức Maria rất chân thành, chính trực và thanh khiết, nhưng vẫn còn pha lẫn với sự tự thỏa và niềm vui được sống bên cạnh những người thân yêu khả ái. Qua cơn bệnh này, thánh nhân đã vui lòng chấp nhận cuộc chia lìa với hai đấng mà không buồn phiền, nhưng hân hoan và sẵn lòng hy sinh sự thỏa mãn cá nhân để làm trọn thánh ý Cha trên trời. Thực vậy, trong quá khứ, mỗi khi chiêm ngắm Chúa Giêsu và Đức Maria, Thánh Giuse thường than vắn thở dài vì nghĩ đến rốt cuộc sẽ có ngày phải xa cách hai đấng. Tuy nhiên, giờ đây, Thánh Giuse đã được thanh thản trọn vẹn.
Mỗi khi nhìn thấy Chúa Giêsu và Đức Maria, Thánh Giuse thường thầm nhủ: Hỡi con yêu dấu của Cha, hỡi hiền thê yêu quý của tôi, giờ đây tôi đợi chờ ngày hạnh phúc tôi được sống bên mẹ và con trong nhà Cha trên trời. Thánh Giuse rất ước mong cho mau đến giờ được về chốn vĩnh hằng và ngài dục lòng để quảng đại đón nhận những đau khổ. Lúc này, cơn đau đớn đã lên đến giai đoạn tột cùng và thường xảy ra vào ban đêm lúc mẹ rất thánh và Chúa Giêsu đang nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, Đức Maria đã kịp thời đến với Thánh Giuse, nhưng cũng có những lúc Thiên Chúa không cho mẹ biết gì tình trạng của thánh nhân. Và đó là những lúc Thiên Chúa muốn thử thách Thánh Giuse qua việc bỏ mặc ngài trong nỗi cô đơn giữa những đau khổ mà không được trợ giúp. Thực sự Thánh Giuse đã chịu rất nhiều đau đớn và qua đó ngài cũng lập được rất nhiều công phúc. Thực ra thánh nhân có thể gọi Đức Maria đến rất dễ dàng, tuy nhiên ngài lại không làm như thế. Ngài thích đợi cho tới khi Thiên Chúa soi động cho mẹ rất thánh. Với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, Thánh Giuse thầm nghĩ: Ôi Thiên Chúa của con, nếu như Chúa muốn con nhẫn nại và thầm lặng chấp nhận đau khổ thì con xin vui lòng vâng theo. Chỉ xin Chúa ban thêm ơn thánh phù trợ, vì tự mình con không thể làm gì được. Chìm ngập giữa thương đau, Thánh Giuse hướng tư tưởng của ngài về những đau đớn tương lai của đấng cứu thế và hiến dâng đau khổ của bản thân lên Thiên Chúa. Lúc ấy, Thiên Chúa muốn tỏ cho Đức Maria biết những đau đớn đang làm tội tình vị phu quân của mẹ và mẹ đã mau mắn đến thăm ngài. Đức Maria nhìn thấy Thánh Giuse đang trong bất động và vô cùng đau đớn. Mẹ an ủi và áp cho ngài những mảnh vải sưởi ấm, đồng thời khẩn cầu Cha trên trời cho ngài, cho đến khi mẹ xin cho ngài được bớt đau đớn và được an ủi. Đức Maria hỏi Thánh Giuse tại sao ngài lại không lên tiếng gọi mẹ đến giúp, và thánh nhân đã trả lời: Hỡi hiền thê của tôi, xin đừng ngạc nhiên về điều ấy, bởi vì tôi tin rằng khi Thiên Chúa muốn cho tôi được bớt đau đớn và được an ủi, thì chính người sẽ tỏ cho Đức Nữ biết bệnh trạng của tôi và Đức Nữ sẽ đến để yêu thương nâng đỡ tôi. Vì thế, tôi phó thác trọn vẹn cho thánh ý Thiên Chúa và sự an bài của người. Nếu Thiên Chúa muốn ban an ủi cho tôi xin đón nhận, còn nếu người muốn để tôi quằn quại giữa đau thương, tôi cũng sẽ bằng lòng. Vì như thế, tôi sẽ tuân hợp thánh ý của người. Đức Maria được an ủi vì những tâm tình của Thánh Giuse và mẹ cảm tạ Thiên Chúa về điều ấy. Mẹ chia sẻ với thánh nhân về lòng nhân lành, sự ân cần và những hoạt động kỳ diệu của Thiên Chúa. Thế là ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa nơi tâm hồn Thánh Giuse càng bừng nóng hơn nữa. Hai má của thánh nhân trở nên đỏ hồng và ngài reo lên: Ôi Thiên Chúa của con, Chúa tuyệt vời nhường bao trong những hoạt động của Chúa. Lòng nhân lành của Chúa thật quá bao la. Con biết làm gì để thỏa lòng Chúa, để đáp tình yêu và lòng quảng đãi của Chúa. Thực vậy, qua những cơn đau đớn này, Chúa đã đẩy con vào chỗ cùng khốn, nhưng Chúa lại ban ơn để giúp con nên mạnh mẽ. Chúa đã ban cho con niềm an ủi qua hiền thê thánh thiện và qua Chúa Giêsu yêu quý của con. Xin hãy tăng thêm những đau khổ cho con nếu như điều ấy đẹp lòng Chúa, con xin sẵn lòng chấp nhận. Chỉ xin Chúa ban tràn đầy ân sủng cho con biết chấp nhận gánh nặng bệnh nạn một cách nhẫn nại và phó thác. Nếu như con đã hân hoan lãnh nhận những an ủi của Chúa, thì tại sao con lại không sung sướng đón nhận những cơn buồn thảm và đau đớn? Lạy Thiên Chúa của con, xin Chúa hãy xem, nay đây con sẵn lòng chịu đau khổ, vì con không thích chỉ nhận lãnh toàn những niềm vui. Chúa Giêsu phải đi làm việc để lo liệu các nhu cầu của thánh gia, vì thế, thỉnh thoảng lắm Thánh Giuse mới được hưởng sự hiện diện đầy yêu dấu của người. Tuy nhiên, lúc nào Đức Maria cũng túc trực bên cạnh. Mẹ chỉ rời thánh nhân khi đi chuẩn bị các bữa ăn. Thánh Giuse rất hài lòng với sự chu đáo như vậy, ngài hoàn toàn phó thác cho thánh ý Thiên Chúa. Thực vậy, đến những ngày cuối đời của Thánh Giuse, đấng cứu thế đã không rời xa ngài nửa bước. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Chúa Giêsu đã dành rất nhiều thời gian để ở bên cạnh Thánh Giuse, trong khi mẹ Thiên Chúa thì hầu như luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc ngài. Thế là thánh gia lâm cảnh nghèo khó cùng cực hơn trước. Tuy nhiên, Thiên Chúa quan phòng lúc nào cũng nâng đỡ các ngài qua trung gian những người láng giềng tốt bụng hoặc qua các thiên thần. Thánh Giuse kể cho Đức Maria biết những ước ao của ngài về vấn đề thực phẩm và mẹ thường dục thánh nhân hãy an tâm vì Thiên Chúa nhất định sẽ chu cấp những gì ngài ước muốn. Và quả thật đúng như vậy,
Mỗi khi Thánh Giuse thèm muốn trái cây hoặc một thứ đặc biệt nào đó, Thiên Chúa thường gửi đến cho Ngài như một ơn an ủi. Vì như đã nói trước, Thánh Giuse hầu như không còn thèm khát gì nữa và vì thế, vấn đề ăn uống trở nên một cực hình cho Ngài. Nhiều lần Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse thứ bánh mì như tuyết mà mẹ Thiên Chúa đã hết tình chăm sóc dọn cho Ngài như một món quà đặc biệt từ trời ban xuống. Thánh Giuse của chúng ta nhận thức rất rõ về tấm lòng ân cần của Thiên Chúa mỗi khi Thánh gia gặp cảnh túng thiếu cùng cực, đôi khi một miếng bánh mì cũng không có. Trong cơn quẫn bách cùng cực, Thánh Giuse thường khẩn cầu Cha trên trời nhân lành chu cấp cho con một người và cho Đức Maria, người mẹ thánh thiện nhất trong mọi người mẹ. Lời khẩn cầu của Thánh Giuse thường sinh hiệu quả tức thời qua việc Chúa quan phòng chu cấp những thứ mà Thánh gia cần thiết cho cuộc sống. Thánh Giuse đã chịu đựng đau khổ một cách tuyệt vời. Thực vậy, Ngài rất vui mừng trong đau khổ. Bằng mọi cách, Ngài luôn tìm cách noi gương Chúa Cứu Thế và Mẹ Rất Thánh. Nhờ đó, Ngài đã trở thành một bản sao tuyệt hảo của Chúa Giêsu và Đức Maria trong việc thực hành nhân đức. Ngay cả những lúc ngập tràn đau đớn, Thánh nhân cũng không bao giờ thốt ra một lời than van, nhưng chỉ chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa của con. Nếu đẹp lòng Chúa, xin hãy tăng thêm đau khổ cho con. Này đây, con đã sẵn sàng. Con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đang gửi đến cho con và con xin chấp nhận mọi sự từ bàn tay nhân lành của Chúa. Mỗi khi kêu cầu thánh danh Thiên Chúa, tâm hồn Thánh Giuse cảm thấy được ủi an và Ngài đã cảm tạ Thiên Chúa bất chấp những đau khổ đầy đọa thân xác của Ngài. Thành ý thay Thiên Chúa muốn đầy tớ trung thành của người phải chịu thử thách nghiệt ngã hơn nữa để có thể lập nhiều công phúc. Vì thế, Thiên Chúa đã để Thánh Giuse cảm nghiệm một nỗi cô đơn nội tâm rất kinh hoàng. Thánh nhân không còn tìm được niềm vui trong các điều thiêng liêng nữa. Một đêm kia, khi đang trong tình trạng ấy, nỗi đau đớn của Thánh Giuse một lần nữa lại ngấu nghiến Ngài thật kinh khủng. Thánh nhân kêu lên cùng Thiên Chúa để xin nâng đỡ, nhưng giờ đây, Ngài không nhận được một ơn an ủi nào như trước kia nữa. Thánh nhân thở than, ôi Thiên Chúa của con, điều gì đang xảy ra với con đây? Thật là một thảm trạng đã ập xuống mình con đã sơ suất điều gì? Con đã làm phiền lòng Chúa điều gì, sao Chúa lại đành tâm bỏ con trong tình trạng khốn cùng này? Chúa Giêsu và Mẹ Rất Thánh của người cũng đang ở cùng một mái nhà với con, mà sao con vẫn cảm thấy mình bị ruồng rẫy và không tìm được một chút an ủi? Chúa Giêsu và Hiền Thê Rất Thánh của con nhất định phải biết tình trạng thực sự của con. Xin rủ lòng thương xót đầy tớ Chúa. Tuy nhiên, nếu thành ý Chúa thực sự muốn con phải chịu ruồng bỏ, chịu đau khổ và không được an ủi như thế này, thì con xin vui lòng chấp nhận như vậy. Ước chi con luôn chu toàn thành ý Chúa và biết chắc mình không xúc phạm đến Chúa là đủ. Sau khi đã thân thưa những lời thở than và trong tinh thần hoàn toàn phó thác theo thành ý Thiên Chúa, Thánh Giuse gượng sức trỗi dậy đi ra ngoài và nhìn lên bầu trời, mong tìm được một chút ủi an, vì trước kia Ngài vẫn tìm thấy rất nhiều niềm vui khi làm như thế. Vậy mà bây giờ, khi nhìn lên bầu trời, ước nguyện của Thánh Giuse vẫn không được đáp ứng, khiến Ngài phải kêu lên, hỡi anh bầu trời, nơi ẩn chứa kho tàng của tôi. Trước kia, lúc nào anh cũng đoái đến tôi, thế nhưng bây giờ anh đã đóng cửa chặt kín trước mắt tôi, không cho tôi một chút khích lệ nào cả. Thánh Giuse đau khổ đứng lặng một lát, sau đó Ngài trở vào nhà và nằm xuống trở lại. Tuy nhiên, Ngài cũng chẳng thể nghỉ ngơi được một chút nào vì cơn đau thì dữ dội mà tâm hồn thì quằn quại trong nỗi cô đơn. Thánh Giuse ứa trào nước mắt và khẩn cầu Thiên Chúa soi sáng cho Ngài biết Ngài đã lỗi phạm cách nào và điều gì đã làm cho Chúa phải lánh mặt khiến Ngài bị ruồng rẫy và cô đơn như thế. Thánh Giuse vô cùng sầu não, không được một sự khích lệ nào cả. Trong tình trạng hoàn toàn bị ruồng rẫy như thế, Thánh Giuse vẫn cảm tạ Thiên Chúa về điều ấy và tự phấn khích tinh thần bằng cách tự nhủ. À, phải rồi, Đức Maria, Hiền Thê dấu yêu của tôi, nhất định rồi sẽ đến đây. Tôi sẽ có niềm vui được gặp Đức Nữ và Đức Nữ sẽ đem lại an ủi cho tôi. Hơn nữa, Đức Nữ sẽ dâng lên Cha trên trời những lời khẩn cầu để Nài xin ơn Thánh cho tôi. Chúa Giêsu dấu yêu của tôi cũng sẽ đến. Khi ấy, tâm hồn tôi nhất định sẽ được an ủi hoàn toàn và tinh thần tôi sẽ tìm lại được tất cả sự êm đềm đã mất. Thế là Thánh Giuse tiếp tục chờ đợi Chúa Giêsu và Đức Maria trở lại với Ngài.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu và Đức Maria đã để Thánh Giuse phải chờ đợi rất lâu, mãi tận sáng hôm sau mới đến thăm Ngài. Thiên Chúa đã tiền định như vậy để củng cố vị Thánh hơn nữa trong đức nhẫn nại và các nhân đức khác mà Ngài đang thực hiện. Thánh nhân không những chấp nhận hoàn cảnh với một tâm hồn đầy quảng đại và phó thác, mà còn khiêm nhượng và nhận mình bất xứng. Thánh Giuse thở than, ôi, tôi chẳng đáng được Chúa Giêsu và Đức Maria tưởng nghĩ đến tôi. Tôi thực sự đáng bị hai đấng ruồng bỏ và xa lánh. Quả thật Thánh Giuse lo lắng Chúa Giêsu và Đức Maria đã thực sự ruồng rẫy Ngài vì tình trạng bất xứng của Ngài. Trước kia, Thánh Nhân có lần đã từng trải nghiệm một điều có phần tương tự như vậy vì Ngài nghĩ mình bất xứng, không xứng đáng được sống chung với hai đấng. Tuy nhiên, Đức Maria đã đến và sau khi nghe vị phu quân Thánh Đức giải bày những ưu tư của Ngài, Mẹ Rất Thánh đã trấn an và bảo đảm Mẹ sẽ không bao giờ bỏ mặc Ngài. Sau cùng, cả Chúa Giêsu và Đức Maria đã ở bên cạnh Thánh Giuse và như mọi khi, chỉ cần nhìn thấy hai đấng là Thánh Nhân đã được an ủi. Thánh Giuse còn phải chịu một cơn đau đớn kinh hồn khác nữa và Đức Maria đã dùng nhiều thứ thuốc thang để làm giảm bớt cơn đau cho Ngài, nhưng đó không phải là điều Thánh Nhân mong ước. Điều Thánh Giuse thực sự ước mong là điều duy nhất có sức làm cho Ngài thỏa nguyện hoàn toàn và là điều Ngài sợ rằng Ngài đã đánh mất, đó là chiếm hữu được ân sủng và tình yêu Thiên Chúa. Thánh Giuse đau đớn đưa mắt cầu khẩn nhìn Chúa Giêsu với trót cả tâm hồn, hỡi con rất quý yêu và giàu ái của cha. Sự thiện đích thực của cha, con biết cha đang sống trong tình trạng nào. Vì vậy, xin con rủ lòng thương mà cứu giúp cha Giuse cô đơn của con đi. Chúa Giêsu cảm thông nhìn hiền phụ Giuse, nhưng Chúa vẫn để Ngài trong cảnh cùng khổ để Thánh Nhân có thể lập thêm công phúc. Thế là Thánh Giuse tưởng Chúa Giêsu đã chê chối lời khẩn cầu của Ngài. Tuy nhiên, Thánh Nhân không than trách nửa lời, nhưng càng hạ mình hơn nữa, ôi sự thiện cao quý của cha. Giờ đây con xử với cha như thế là đáng lắm. Thực vậy, cha đáng bị đối xử nghiêm khắc hơn thế vì cha chẳng đáng được nhìn thấy con ở đây. Con rất có lý mà chê chối những lời khẩn nài của cha vì cha đã không cộng tác xứng với tất cả những ân sủng và phúc lành của con. Cho dù con có bỏ mặc cha trong tình cảnh này cho đến khi nhắm mắt lìa đời đi nữa thì con làm như thế cũng đúng mà thôi. Cha sẵn lòng chấp nhận nỗi cô quạnh này để đền bồi sự vong ân và thiếu cộng tác của cha. Thánh Giuse đưa mắt nhìn và thấy Đức Maria lo lắng tìm phương giảm bớt cơn đau cho Ngài. Thánh Nhân thầm nhủ, hỡi hiền thê yêu dấu của tôi. Nếu Đức Nữ biết linh hồn tôi đang thoi thóp trong thảm trạng nào, có lẽ Đức Nữ sẽ nài xin cho tôi một chút thư thái. Tuy nhiên, tôi thấy ngay cả sự hiện diện khả ái của Đức Nữ giờ đây cũng không đem lại cho tôi một chút an ủi nào cả như trước đây tôi đã từng được hưởng. Vì vậy, tôi tin Thiên Chúa muốn tôi phải đau khổ và bị bỏ rơi. Tôi cúi đầu chấp nhận sự an bài của Thánh Ý Chúa. Với tất cả lòng khiêm nhượng, tôi muốn vâng chọn Thánh Ý Thiên Chúa của tôi. Thế rồi suốt ngày Thánh Giuse liên lỉ thực hiện những hành vi phó thác và nhẫn nại chịu đựng đau đớn. TRNG khi đó, Chúa Giêsu và Đức Maria vẫn túc trực bên cạnh để nâng đỡ Ngài. Thiên Chúa muốn thử thách lòng kiên trung của Thánh Giuse đến một mức còn cao hơn nữa bằng cách tha phép cho ma quỷ đến cám dỗ Ngài. Điều này đã xảy ra vào buổi tối hôm sau, Thánh Giuse vẫn còn trong tình trạng đau đớn và bị cất hết mọi nâng đỡ. Thánh Nhân phải chịu một cơn đau dữ dội như thế, Thánh Giuse còn bị cám dỗ nặng nề về sự bất nhẫn và ngã lòng. Như thế, ai có thể tưởng tượng nổi tình trạng Thánh Giuse phải chịu kinh hãi như thế nào? Tuy nhiên, Thánh Nhân vẫn vững vàng tận trung với Thiên Chúa và tỏ ra một đức nhẫn nại vô địch. Thánh Nhân đã đánh bại kẻ thù bằng lòng can trường không nao núng và nỗ lực thực hiện các hành vi tín thác vào Thiên Chúa, cả trong lúc dường như đã bị người ruồng bỏ. Thánh Nhân khẩn nài lòng thương xót và đại lượng của Thiên Chúa và tin tưởng người nhất định sẽ đến cứu trợ. Quả thật trong cuộc chiến này, Thánh Giuse đã phải thực hiện các nhân đức đến mức độ anh hùng nhất. Sau khi kiên vững qua nhiều giờ trong cuộc thử thách rùng rợn, Thánh Giuse sốt sáng thực hiện hành vi phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu đã đến thăm Thánh Giuse. Vừa thoáng thấy Chúa Giêsu, ma quỷ liền trốn chạy, bẽ bàng và thất bại trước nhân đức của Thánh Giuse. Khi thấy Chúa Giêsu giang tay bước đến, Thánh Giuse đã kêu lớn, ôi Giêsu của cha, xin cứu giúp cha đang gặp một cuộc thử thách vô cùng kinh khiếp. Thực vậy, cái chết hầu như đã sát kề Thánh Giuse.
Nhưng giờ đây, được Chúa Giêsu phù trợ, thánh nhân đã thoát khỏi mọi chức cám dỗ và cơn đau cũng bắt đầu giảm bớt. Thánh nhân cảm thấy trong lòng được vững mạnh hơn, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn được an ủi như lòng ước ao. Nhiều ngày sau đó, thánh Giuse vẫn còn phải quằn quại trong tình trạng cô đơn ấy. Lúc này, vì cơn đau đã dịu lại, thánh Giuse được thanh thản hơn và có thể thiếp đi đôi chút. Sau đó, thánh nhân thuật lại cho Đức Maria tất cả những gì ngài đã trải qua. Đức Maria không ngừng khích lệ thánh nhân hãy chấp nhận mọi sự một cách vui tươi và can trường, vì thánh ý Thiên Chúa muốn ngài được sung mãn công nghiệp để nâng ngài lên bậc rất cao sang trên nước trời. Đức Maria bảo đảm thánh nhân đã được ân nghĩa cùng Thiên Chúa nên không lẽ nào Thiên Chúa lại phủ dẫy ngài. Thực tế thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn ở bên cạnh và ban ơn phù trợ giúp thánh Giuse chịu đựng các cuộc thử thách. Hơn nữa, theo lời Đức Maria, Thiên Chúa rất thỏa lòng trước sự bền vững và trung thành của thánh nhân. Mặc dù những lời Đức Maria không hoàn toàn cứu thánh Giuse thoát khỏi cơn thảm sầu, nhưng cũng đem lại an ủi rất nhiều và giải thoát ngài khỏi nỗi sợ hãi kinh hoàng đã phủ kín con người của ngài. Với tấm lòng khiêm nhượng, thánh Giuse cảm ơn và năn nỉ Đức Maria hãy cầu bầu cho ngài trước thánh nhan cha trên trời để Thiên Chúa đừng từ bỏ ngài trong cơn khốn khó cùng cực. Đồng thời thánh nhân cũng nhờ Đức Maria cầu xin cha trên trời ban lại cho ngài, nếu như hợp với sở nguyện của người, tất cả những niềm vui nội tâm mà trước kia ngài từng hoan hưởng, bởi vì ngài đã được rất nhiều ích lợi nhờ những ơn an ủi trong các lần Thiên Chúa yêu thương đến thăm viếng. Tuy nhiên, thánh Giuse cũng khẳng định ngài sẵn lòng không được một ơn an ủi nào cả nếu như điều ấy làm đẹp lòng uy linh Chúa hơn. Đức Maria trấn an phu quân Giuse rằng mẹ sẽ khẩn cầu cha trên trời về điều ấy cho ngài. Mẹ rất thánh luôn chiều theo những ước muốn của thánh Giuse bằng cách thường xuyên dâng lên cha trên trời những lời khẩn nguyện cho ngài. Trên bình diện này cũng như trong các nhu cầu khác, Đức Maria lúc nào cũng tỏ ra là một người bạn đời rất mực trung thành vì mẹ lo liệu tất cả cho thánh Giuse. Những hành vi thân ái yêu thương, phục vụ ân cần, trao đổi vui tươi mà Đức Maria đã dành cho thánh Giuse vượt xa mọi hành vi của bất kỳ phụ nữ nào đã từng thực hiện. Mọi phục vụ của Đức Maria đều thấm đẫm một tình yêu thắm thiết và một thiện chí chân thành vì mẹ hết lòng quý trọng đời sống nhân đức hiếm thấy nơi lương quân của mẹ. Về phía thánh Giuse, ngài rất trân trọng tình yêu và sự quan tâm Đức Mẹ dành cho ngài. Thực vậy, thánh nhân rất ái ngại khi thấy một đấng cao trọng như thế phụng dưỡng mình vì ngài quá biết phẩm giá Đức Maria thực sự cao quang như thế nào. Thánh Giuse thường suy tự phải làm thế nào để bày tỏ lòng tôn kính và yêu thương dành cho hiền thê giàu ái của ngài. Vào thời gian này, ánh mắt thánh Giuse thường dõi theo bước chân của Đức Maria. Sau khi mẹ rất thánh đi khỏi, thánh nhân liều trỗi dậy và hôn kính những chỗ bàn chân hồng phúc của hiền thê đã đặt lên. Thánh nhân tin rằng ngài phải làm điều ấy để biểu lộ lòng kính trọng Đức Maria cho cân xứng và để minh chứng cho các thiên thần hiện diện biết niềm tôn kính sâu thẳm của ngài dành cho người hiền thê rất thánh thiện. Thực vậy, thánh Giuse cũng làm tương tự với Chúa cứu thế, nhưng với một cung cách còn kính cẩn hơn nữa, vì ngài biết qua việc thờ kính Chúa Giêsu, ngài cũng biểu lộ tâm tình thờ kính đối với Cha trên trời. Thánh Giuse đón nhận bất cứ thực phẩm nào Đức Maria đem đến và coi như manna từ trời ban xuống cho ngài. Như đã nói ở phần trên, mặc dù không còn cảm giác thèm ăn, nhưng thánh Giuse cố thắng vượt tính chán ăn và không bao giờ từ chối bất cứ món nào Đức Maria đem đến cho ngài. Thánh nhân thường ăn một cách kính cẩn và tỏ ra sung sướng, và trên thực tế, ngài đã được rất nhiều thỏa nguyện nhờ việc này. Thánh Giuse được an ủi và những ân sủng phi thường trước giờ chết. Vì thánh Giuse đã chịu quá nhiều phiền não đắng cay do bệnh tật cũng như do các cuộc thử thách khác và vì thánh nhân đã lập được công phúc trọng đại qua việc thực hành nhân đức, nhất là qua đức nhẫn nại vô địch của ngài, nên Thiên Chúa tối cao rất thỏa lòng ban cho ngài sự an ủi và hoan lạc còn lớn lao hơn trước, đồng thời dành cho ngài những biểu hiện tình yêu của người. Khi thánh Giuse đang chìm đắm giữa những đau khổ và cô đơn, một thiên thần đã hiện đến với ngài để thông báo ý định của Thiên Chúa là muốn giải thoát thánh nhân khỏi cơn thử thách nghiệt ngã và ban thưởng cho ngài nhiều ân sủng khác. Thiên thần đảm bảo với thánh Giuse rằng trong suốt thời gian chịu thử thách do Thiên Chúa gửi đến, thánh nhân không những lập được nhiều công phúc,
mà còn làm Cha trên trời được thỏa lòng bằng việc chứng tỏ lòng trung thành và tình yêu đối với người. Khi thức giấc, Thánh Giuse nhận ra một giai điệu rất du dương và thánh thót vang vọng từ trời cao, và điệu hát ấy đã làm xúc động thánh nhân đến tận những niềm sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Đồng thời, Thánh Giuse còn được phấn khởi nhờ ơn an ủi do cuộc viếng thăm đầy yêu thương và thắm thiết của Thiên Chúa. Đấng đã dùng những lời lẽ rất thân tình mời gọi Ngài vào hưởng cuộc hợp nhất nồng nàn và mật thiết với Thánh Thần của người. Ơn an ủi Thánh Giuse được hưởng vào dịp này lớn lao đến độ linh hồn diễm phúc của Ngài dường như được đắm đuối giữa một đại dương tình ái, và Thánh Nhân không thể không reo lên, ôi Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của con. Bởi đâu ơn trọng này lại đến với con, một đầy tớ vô cùng hèn mọn và bất xứng của Chúa. Tiếng nói Thiên Chúa vang vọng nơi nội tâm Thánh Giuse tuyệt vời đến nỗi đưa Ngài vào một cuộc xuất thần rất linh thánh. Trong đó, Ngài được kết hợp với Thiên Chúa và được hiểu biết những điều huyền nhiệm cao siêu nhất của người. Lúc ấy, Thánh Giuse được biết giờ từ giã cuộc sống trần gian này đã rất gần. Thánh nhân này xin Thiên Chúa ban cho Ngài được chết bên sự hiện diện của Chúa Giêsu và Đức Maria để Ngài được kiên cường nhờ sự nâng đỡ của hai đấng. Hơn nữa, Thánh nhân còn ước ao được chết vào ngày giờ tương ứng với ngày giờ Chúa Giêsu sẽ chịu tử nạn trong tương lai, vì đến lúc đó, Thánh nhân không thể hiện diện cách thể lý trong biến cố kinh hoàng ấy. Với lòng yêu mến Chúa Giêsu, Thánh Giuse đã nài xin Thiên Chúa ban ơn ấy cho Ngài. Hơn nữa qua đó, Thánh nhân muốn chứng tỏ lòng tri ân của Ngài đối với Chúa Giêsu vì người đã đoái thương chấp nhận cuộc tử nạn để hoàn tất công trình cứu độ. Thiên Chúa đã chuẩn ban ơn trọng ấy cho Thánh Giuse. Sau đó, Thiên Chúa còn cho biết vì suốt đời Thánh Nhân đã dành cho các linh hồn hấp hối một sự quan tâm đặc biệt, đã dùng kinh nguyện và nước mắt để nâng đỡ và nài xin ơn cứu độ cho họ, nên người sẽ đặt Thánh Nhân làm vị trung gian và quan thầy đặc biệt cho các linh hồn ấy. Hơn nữa, Thiên Chúa muốn Thánh Giuse cứ mãi duy trì cho đến ngày tận thế lòng bác ái của Ngài dành cho các linh hồn hấp hối. Từ ngai tòa chốn trời cao, Thánh Nhân vẫn có thể thực hiện sứ vụ cầu bầu đặc biệt cho tất cả những ai đang giao chiến với thần chết. Thánh Giuse rất vui mừng lãnh nhận sứ vụ được giao phó và sung sướng vì được trợ giúp tất cả những ai trong cơn cùng quẫn và vô cùng quan trọng này. Thánh Nhân cảm tạ Thiên Chúa đã tuyển dụng Ngài, và kể từ ngày đó, Thánh Giuse đã đảm trách nhiệm vụ chăm sóc lợi ích cho các linh hồn trong giờ lâm tử. Sau cuộc xuất thần, Thánh Giuse nhận thấy những cơn đau đớn của Ngài đã dịu bớt. Tuy nhiên, tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn Ngài giờ đây đã dâng đến mức tột đỉnh, dường như sự sống của Ngài nhất thiết phải đến chỗ kết thúc, và thế là chỉ vì tình yêu mà Ngài sẽ chết. Mặt Thánh Giuse trở nên nóng bừng, trái tim nồng nàn lửa mến của Ngài dường như muốn gào lên để được băng khỏi lồng ngực mà bay cao và tìm đến nơi an nghỉ của nó nơi cung lòng Thiên Chúa. Khi Thánh Giuse đang trong tình trạng ấy, Chúa Giêsu và Đức Maria lại đến thăm viếng Ngài. Vừa thoáng thấy hai đấng, Thánh Nhân đã reo lên, ôi, Thiên Chúa đã rủ lòng đại lượng biết bao đối với Israel. Thánh Giuse chỉ nói được có bấy nhiêu lời vì linh hồn Ngài đang ngập lút giữa những cảm xúc hân hoan và an ủi trước sự hiện diện của hai đấng. Chúa Giêsu và Đức Maria vui mừng thấy Thánh Giuse đã kiên trung và đã hiển thắng kẻ thù chung. Giờ đây, một lần nữa Thánh Giuse lại rưng rưng nước mắt, nhưng là nước mắt vui mừng. Ngài gắng sức thều thào mấy lời xin Chúa Giêsu và Đức Maria hãy cảm tạ Cha trên trời vì muôn vàn hồng ân người đã đổ xuống cho Ngài. Lúc ấy, Chúa Giêsu và Đức Maria cùng hợp ý với Thánh Giuse để ngợi khen và tán dương Cha trên trời. Sau đó một lúc, Thánh Giuse muốn được cùng Đức Maria và Chúa Giêsu đọc Thánh Vịnh chúc tụng như thường lệ. Tuy nhiên, thần trí Thánh Nhân giờ đây cứ chốc chốc lại ngất trí. Hoan lạc và an ủi càng lúc càng ngập ứ hữu thể Thánh Giuse và đôi mắt Ngài trở nên long lanh rực sáng. Sau cùng, Thánh Nhân nằm bất động, mắt hướng về trời, đợi chờ giờ diễn phúc để băng về quê hương Thiên Quốc. Những nỗi khát vọng của tâm hồn Thánh Giuse giờ đây đã dịu lại đôi chút. Ngài bắt chuyện với Chúa Giêsu và Đức Maria, kể cho hai đấng mọi điều xảy ra đêm hôm trước, nhất là các điều liên quan mà Thiên Thần đã báo cho Ngài. Đức Maria rất vui mừng khi thấy người bạn đời thánh đức của mẹ được thư thái như vậy và mẹ không ngừng cảm tạ Cha trên trời về điều ấy. Thế rồi Chúa Giêsu lại nói một bài khá dài về lòng nhân lành và đại lượng của Cha trên trời. Nhờ bài giảng của Chúa, mẹ rất thánh và Thánh Giuse đều cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện. Cuối cùng, cả Đức Maria và Thánh Giuse đều được xuất thần và ở trong tình trạng ấy suốt nhiều giờ đồng hồ. Sau đó, Thánh Giuse lại cảm thấy đau nhức như trước,
nhưng giờ đây Ngài đã vinh thắng cuộc thử thách. Thánh nhân cảm tạ Thiên Chúa vì người đã thương cho Ngài được chịu đau khổ và lập nhiều công phúc. Với tâm tình đầy tràn xót mến, Thánh Giuse kêu lên: "Ôi Thiên Chúa của con không thể dâng lên Chúa một biểu chứng nào về tấm lòng trung trinh và tình yêu của con dành cho Chúa tốt hơn là khi con chịu đau khổ và khốn đốn vì bệnh tật. Vì thế, nếu như đẹp lòng Chúa, xin Chúa hãy gửi thêm thật nhiều đau khổ cho con để con có thể dâng lên Chúa biểu chứng về tình yêu đang bừng cháy trong trái tim con. Ôi Thiên Chúa của con, Chúa biết con khát khao chịu đau khổ để noi gương Chúa cứu thế, đấng sẽ chịu muôn vàn đau khổ vì yêu thương con. Chẳng lẽ con lại không chịu một điều gì đó vì yêu mến người sao? Vâng, con quả thật muốn chịu đau khổ vì yêu mến đấng muốn nộp mình gánh chịu vô vàn đau khổ vì phần dỗi đời đời cho con." Lúc này, lòng mến yêu bừng cháy trong tâm hồn và những cơn đau hành hạ thân xác đã làm cho Thánh Giuse dần dần kiệt sức. Biết rõ tình trạng của mình, Thánh Giuse vui mừng và cảm tạ Thiên Chúa. Thánh nhân thưa với Thiên Chúa rằng Ngài muốn được những ngọn lửa thần linh làm cho hao mòn đến tận cốt tủy. Một số láng giềng và những người thân quen thỉnh thoảng cũng đến thăm viếng Thánh Giuse. Tuy nhiên, Thánh nhân chỉ ngỏ lời xin họ cầu nguyện và phó thác Ngài cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa ban ơn nâng đỡ Ngài trong cơn đau đớn và giúp Ngài chu toàn thánh ý của người. Ai nấy đều thán phục và xúc động khi nhìn thấy Thánh Giuse hết sức nhẫn nại và hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa. Họ thấy dung mạo Ngài trong lúc đau đớn vẫn tỏ ra vui tươi như dung mạo một thiên thần. Tuy nhiên, vì thường gặp thấy Thánh nhân đang trong cơn đau nên họ cho rằng nên để yên cho Ngài nghỉ ngơi. Họ không đủ can đảm chứng kiến Thánh nhân trong cảnh thương tâm như vậy. Do đó, họ đã rút lui và không ghé lại viếng thăm Ngài nữa. Thiên Chúa đã an bài như thế để Thánh Giuse có thể hưởng sự êm đềm bên cạnh Chúa cứu thế và mẹ Thiên Chúa. Trong giai đoạn sau hết của cuộc đời, Thánh Giuse thường được diễm phúc thưởng thức tiếng hát của các thiên thần, loan báo giờ hạnh phúc trở về quê trời. Điều đó đem đến cho Thánh Giuse một niềm vui và an ủi tinh thần. Vì vậy, Thánh nhân bày tỏ lòng tri ân Thiên Chúa vì người đã rủ lòng nhân hậu và quảng đại với Ngài. Trong những ngày sau hết, Thánh Giuse cũng ít khi phải ở một mình. Chúa cứu thế thường xuyên túc trực để an ủi Thánh nhân bằng những lời thần linh và Đức Maria cũng đến với Ngài. Mỗi khi hai đấng phải từ biệt để đi lo các công việc cần thiết cho cuộc sống thì các thiên thần liền đến ca hát. Nhờ đó, Thánh Giuse lúc nào cũng được nâng đỡ trong những cơn đau đớn cuối đời. Thánh Giuse thực sự xứng đáng với đặc ân ấy vì Ngài là linh hồn rất mực trung tín. Trong suốt cuộc sống, Thánh nhân luôn phục vụ một cách trọn hảo vì tình yêu hoặc cho Chúa Giêsu, hoặc cho Đức Maria, hoặc cho anh chị em đồng loại, đến độ không một thụ tạo thuần túy nào có thể làm được như vậy. Vì thế, giờ đây, Thiên Chúa muốn ân thưởng cho Ngài trong những giờ phút cuối cùng của cuộc sống tạm gửi nơi trần gian. Thánh Giuse quy hướng tất cả là do lòng nhân lành và quảng đại của Thiên Chúa và nhận mình không có công trạng gì. Thánh nhân tự nhận mình là một thụ tạo rất đớn hèn và xác tín tự mình, Ngài chẳng bao giờ làm được một điều gì tốt lành. Thánh Giuse thân tín Ngài vẫn chưa cộng tác cân xứng với muôn vàn hồng ân Thiên Chúa đã ban và công khai nhìn nhận với Thiên Chúa về sự thiếu sót của Ngài trong lĩnh vực này. Đó là nhân đức khiêm nhượng của Thánh Giuse. Ngài tự đánh giá thấp về bản thân, tuy khát vọng nên thánh của Ngài lại siêu vượt mọi trí hiểu. Tuy đã làm tất cả mọi điều Ngài có thể làm và đã làm một cách trọn hảo hết sức có thể, nhưng Thánh Giuse vẫn muốn làm nhiều hơn thế. Đang lúc nằm bệnh đau đớn, Thánh Giuse còn bị một nỗi ưu tư ám ảnh, Thánh nhân lo ngại Ngài đã sơ khoáng cách nào trong tất cả những trách vụ. Thánh Giuse kêu xin Đức Maria vui lòng cho Ngài biết Ngài đã vô tình thiếu sót và đã làm điều gì mất lòng Thiên Chúa. Thánh nhân còn xin Đức Maria hãy giúp đỡ Ngài, không phải vì Ngài với các khiếm khuyết mà thôi, nhưng còn vì quyền lợi tối thượng của Thiên Chúa phải được phụng sự tới mức độ trung thành cao nhất và phải được đề cao trong mọi hoàn cảnh. Vì trỗi vượt hơn mọi thụ tạo về đức khiêm nhượng nên Đức Maria đã hạ mình khi nghe lời ấy của Thánh Giuse và sau đó chiều theo ước nguyện của Ngài. Mẹ rất thánh trấn an Thánh nhân rằng nếu như Ngài đã có những khiếm khuyết về trách vụ hoặc có điều gì không đẹp lòng Chúa trong bất kỳ lĩnh vực nào thì ắt hẳn mẹ đã lưu ý rồi. Thế là Thánh Giuse lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thư thái. Cái chết hết sức an lành của Thánh cả Giuse.
vì giờ đây thánh cả Giuse đã đạt đến mức thánh thiện Thiên Chúa đã tiền định cho ngài, và ngài đã lập được rất nhiều công phúc trọng đại. Nên Thiên Chúa muốn linh hồn thánh cả ra khỏi thân xác để đến cư ngụ tại ngục tổ tông và đem tin mừng giải thoát sắp được thực hiện cho các vị tổ phụ thánh thiện trong đó. Thánh cả Giuse cảm thấy những giờ phút cuối cùng của cuộc đời ngài trôi qua rất nhanh. Thánh nhân nhận thấy các thiên thần đang mời gọi linh hồn diễm phúc của ngài ra đi và đến an nghỉ nơi lòng tổ phụ Abraham. Hơn nữa, tình yêu Thiên Chúa ở nơi ngài giờ đây nóng rực hơn bao giờ hết và khiến cho ngài hao mòn. Một cuộc xuất thần tuyệt cao đến chiếm đoạt thánh nhân và ngài được ở trong tình trạng đó suốt nhiều giờ đồng hồ, mật thiết hiệp thông với Thiên Chúa và được nếm hưởng những hoan lạc thiên đàng. Sau đó, thánh cả Giuse gượng sức nói chuyện với Chúa Giêsu và Đức Maria đang túc trực bên cạnh. Thánh nhân xin hai đấng tha thứ tất cả những thiếu sót của ngài trong suốt quãng thời gian ngài được diễm phúc chung sống với hai đấng. Thánh nhân cảm ơn về tất cả tình yêu thương hai đấng đã dành cho ngài, về sự nhẫn nại chịu đựng của hai đấng đối với các lầm lỗi của ngài, về vô vàn những phúc lành hai đấng đã thực hiện cho ngài và về mọi ân sủng mà hai đấng đã xin Cha trên trời ban xuống cho ngài. Thánh cả Giuse cũng biểu lộ tấm lòng biết ơn về sự ân cần và quan tâm mà Chúa Giêsu và Đức Maria đã dành cho ngài trong suốt quãng thời gian bệnh tật đau đớn lâu dài. Cuối cùng, thánh cả chân thành cảm ơn Chúa cứu thế về tất cả những gì người đã chịu và cả những gì người sẽ chịu trong tương lai để hoàn tất chương trình vĩ đại cứu độ nhân loại. Thánh Giuse không quên sót một lời nào Chúa Giêsu và Đức Maria đã từng nói với ngài và ghi nhớ tất cả những nghĩa cử yêu thương mà hai đấng đã dành cho ngài. Và như một biểu hiện tình yêu thắm thiết dành cho người bạn đời trinh khiết thánh thiện, thánh cả Giuse đã rưng rưng nước mắt và chân tình ủy thác công việc chăm sóc Đức Maria cho Chúa Giêsu. Khi ấy, thánh cả Giuse đưa mắt chăm chú nhìn Đức Maria bằng một tình thân thánh thiện vì bao thống khổ và cay đắng mà thánh nhân biết Đức Maria sẽ phải gánh chịu trong cuộc thương khó và tử nạn của Chúa cứu thế. Thánh cả cho rằng khi ấy Đức Maria nhất định sẽ bị ruồng rẫy và bị đắm chìm giữa một đại dương thống khổ và buồn thảm. Một lần nữa Chúa Giêsu lại đặt thánh cả Giuse làm quan thầy phù trợ các linh hồn hấp hối và thánh nhân cũng bày tỏ thái độ chấp nhận sứ vụ vì ngài mong ước được giúp đỡ mọi người. Thánh cả khiêm tốn xin Chúa Giêsu và Đức Maria đã chúc lành cho thánh cả Giuse. Tuy nhiên, với lòng khiêm nhượng, Chúa Giêsu và Đức Maria cũng ngỏ ý xin được nhận phép lành của ngài. Trong thái độ vâng phục và rất hiền từ, thánh cả Giuse đã chúc lành cho Chúa Giêsu và Đức Maria. Những ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn thánh cả Giuse giờ đây càng lúc càng bùng lên mãnh liệt. Tuy nhiên, các cơn đau cũng gia tăng dữ dội và bước vào giai đoạn hấp hối, thánh cả Giuse thấy mình hoàn toàn bừng cháy và nóng bỏng trong tình yêu Thiên Chúa. Thánh nhân ngước mắt lên trời một lúc, rồi lại quay sang nhìn Chúa cứu thế và quay lại nhìn Đức Maria. Đến lúc này, thánh nhân lại tìm được niềm vui trong sự chiêm ngắm ấy. Thực vậy, thánh cả Giuse đã nhận được mọi sự nâng đỡ từ Chúa Giêsu và Đức Maria, hai đấng đã được ngài trung thành bảo bọc. Theo từng nhịp thở, thánh cả xưng tụng Thiên Chúa Cha, rồi kêu lên hai thánh danh cực trọng Giêsu và Maria, và nhờ đó, ngài đã được hưởng những niềm vui khôn tả. Chúa Giêsu đứng sát kề phía đầu của thánh cả Giuse, Chúa áp bàn tay của thánh nhân vào bàn tay của Chúa và nói cho ngài về vinh quang, tình yêu và lòng quảng đại của Cha trên trời. Những lời ấy thấm ngập vào tận linh hồn của thánh cả Giuse đang hấp hối và làm cho ngài bừng cháy lên tình yêu Thiên Chúa. Khi giây phút sau hết của cuộc đời thánh cả Giuse đã điểm, con Thiên Chúa mời linh hồn diễm phúc ấy băng ra khỏi thân xác của thánh nhân để được đón nhận vào đôi tay cực thánh của Chúa và từ đó được phó cho các thiên thần hộ tống vào ngục tổ tông. Để đáp lại lời mời gọi ngọt ngào ấy, thánh cả Giuse hạnh phúc chút hơi thở cuối cùng trong một hành vi yêu mến nồng nàn sau khi đã kêu hai thánh danh cực trọng Giêsu và Maria. Ôi, đích thực là một linh hồn vô cùng diễm phúc. Lúc ấy, Chúa cứu thế đón lấy linh hồn hiền phụ Giuse trong đôi tay thánh thiện của người, rồi cho mẹ rất thánh của Chúa được nhìn thấy trong thần trí. Để nhờ đó, mẹ được an ủi trước nỗi đau thương vì người bạn đời thánh thiện và trung thành của mẹ đã ra đi. Thật vậy, Đức Maria đã được an ủi khi nhìn thấy linh hồn rất trọn lành của thánh cả Giuse được tô điểm bằng các nhân đức và ân sủng, đồng thời tràn đầy những công phúc. Đức Maria sốt sắng cảm tạ Cha trên trời về cái chết an lành của thánh cả Giuse, người bạn đời thánh đức của mẹ, và hết sức vui mừng vì sự thánh thiện của linh hồn diễm phúc ấy.
khi từ giã cõi đời này, thánh cả Giuse được 61 tuổi. Thân xác ngài được một luồng sáng kỳ diệu bao phủ và tỏa ra một hương thơm ngọt ngào. Sự tuyệt vời của thánh nhân vẫn không thay đổi, trông ngài như một thiên thần trên thiên đàng. Vì thế, ai trông thấy thánh cả Giuse cũng động lòng tôn kính. Tin buồn về cái chết của thánh cả Giuse được loan truyền khắp vùng Nazareth. Mọi người đều thương khóc, nhất là các thân hữu của ngài. Giờ đây, người ta kể cho nhau nghe các nhân đức cao vời của nhân vật thánh thiện mà tất cả họ đã từng được gặp gỡ. Một đám đông đã tụ họp để chiêm ngắm khi xác thánh được kiệu đi trong cuộc lễ an táng được tổ chức sau đó. Như đã nói ở trên, mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ tốt đẹp lạ thường của thi hài vị thánh. Và họ xưng tụng thánh cả Giuse thực sự là một con người đầy thần khí Thiên Chúa và đã chu đáo giữ trọn thánh luật. Hơn nữa, mọi người đều xúc động sâu xa và cảm thương đến rơi lệ. Thi hài diễm phúc của thánh cả Giuse đã được Chúa Giêsu và Đức Maria tiễn đưa cùng với một số phụ nữ đạo đức, những người đã dành cho hiền thê thánh thiện của thánh cả những lời an ủi. Các thiên thần có nhiệm vụ tôn vinh Đức Vua và Đức Nữ Vương Thiên Đàng cũng hiện diện và ca hát, mặc dù mọi người ở đó không nhìn thấy các ngài cũng chẳng nghe được tiếng hát của các ngài. Trong thế giới tự nhiên, một sắc thái hoan hỷ cũng tỏ hiện rất rõ ràng. Bầu trời trở nên quang đãng và dịu mát, chim chóc ca hót líu lo khác thường và làm mọi người ngạc nhiên. Tất cả những người hiện diện còn được cảm hưởng một mùi thơm ngọt ngào tỏa lan từ thi hài đáng kính của thánh cả Giuse. Sau khi nghi thức an táng theo phong tục Do Thái đã hoàn tất, Chúa Giêsu và Đức Maria trở về nhà. Các bằng hữu và thân quyến lại kéo đến an ủi hai đấng, nhưng chỉ trong một lúc ngắn, và sau đó, hai đấng lại được yên tĩnh. Ngay vào thời điểm thánh cả Giuse giã từ cuộc đời, nhiều người lại Nazareth cũng như các địa phương giữ lề luật Mô-xê khác cũng từ trần. Tuy nhiên, ngay khi những người này còn đang hấp hối, thì Thiên Chúa đã tỏ cho thánh cả Giuse biết. Mặc dù lúc ấy đã cận kề giờ chết, nhưng thánh nhân vẫn muốn thực hiện nhiệm vụ qua thầy của các linh hồn hấp hối. Thánh cả dâng lời khẩn nài sốt sắng lên Thiên Chúa để cầu cho họ được ơn cứu độ. Thiên Chúa đã khứng nhận lời cầu xin của thánh cả Giuse và với lòng nhân lành, người đã ban cho tất cả những người lúc đó đang hấp hối được thật lòng ăn năn về tội lỗi của họ. Vì thế, các linh hồn ấy đã được cứu thoát nhờ công phúc và lời cầu nguyện của thánh cả Giuse. Hơn nữa, Thiên Chúa cũng muốn an ủi người đầy tớ tín trung của người khi chuẩn nhận lời cầu xin của Ngài. Thực vậy, làm sao Thiên Chúa có thể khước từ lời cầu xin của một linh hồn thánh thiện, một người đã tha thiết yêu mến, đã kiên trung phụng sự, đã khiêm nhượng và ngoan thảo vâng theo mọi lệnh truyền, đã chu đáo tuân giữ thánh luật và đã nỗ lực noi theo tấm gương sáng ngời của Chúa Giêsu và của Đức Maria. Vinh hiển thiên đàng của thánh cả Giuse, vị quan thầy trên trời của các linh hồn hấp hối. Vào ngày thứ ba sau cuộc tử nạn tang thương, Chúa cứu thế đã phục sinh hiển thắng từ trong kẻ chết. Sau khi tử nạn, Chúa xuống ngục tổ tông để giải thoát các linh hồn đang phải lưu ngụ trong đó và đem theo với người. Linh hồn hiển vinh của thánh cả Giuse, nhờ quyền năng Thiên Chúa, một lần nữa đã được tái hợp với thân xác diễm phúc của Ngài. Nhờ đó, thân xác của thánh cả Giuse cũng được hiển vinh, tức là được tặng ban tất cả các thuộc tính của một thân xác được vinh quang hóa, giống như tất cả các vị thánh nhân sẽ được sống lại trong ngày phán xét chung. Thánh cả Giuse đã được vào thiên đàng cùng với Chúa cứu thế trong dịp Chúa lên trời hiển vinh. Hiện giờ, ở trên trời, nhờ đức thanh khiết và sự tinh tấn tuyệt vời của linh hồn, thánh cả Giuse được hiển ngự trên một ngai tòa rất cao sang, kế cận với con chiên Thiên Chúa vô tỷ tích. Và ngai tòa của Đức Nữ Vương các thiên thần và loài người, hiền thê trung thành và thanh sạch của thánh nhân ở đời này, và là người thánh nhân được nên tương tự hơn bất kỳ một thụ tạo nào khác. Trên thiên đàng, thánh cả Giuse được an hưởng một hồng phúc vinh quang khôn tả và siêu vượt hơn tất cả các thánh. Vinh hiển ấy vượt quá trí hiểu của loài người, và do đó thực sự đã không được tỏ ra cho thế gian. Tuy nhiên, vinh hiển của thánh cả Giuse đã được các phúc nhân trên thiên đàng tôn nhận, hiểu biết và trân trọng cho đến đời đời. Thánh cả Giuse vẫn không ngừng thực thi nhiệm vụ trung gian của Ngài trước mặt Thiên Chúa cho các linh hồn hấp hối. Thánh cả Giuse quan tâm sâu xa đến lợi ích của mọi linh hồn đã được cứu chuộc bằng giá máu cực trọng của Chúa cứu thế. Thánh nhân cầu bầu ân sủng cho mọi người, nhưng dành sự chăm sóc đặc biệt cho những ai có lòng tôn kính Ngài.
Không một ơn nào thánh cả Giuse cầu bầu cùng Thiên Chúa hoặc cùng Đức Trinh Nữ rất thánh mà Ngài lại không được nhận lời. Thánh cả Giuse cầu xin ơn thánh cho hết mọi người, nhưng cách riêng là những người đau khổ và bị áp bức, bởi vì chính Ngài đã từng gặp rất nhiều thử thách trong cuộc đời trần gian. Thánh nhân cũng dành một sự ưu ái đặc biệt cho các tu sĩ. Vì thế, tôi tha thiết mời gọi tất cả các linh hồn thuộc mọi bậc sống hãy tôn sùng vị đại thánh này một cách đặc biệt. Thực sự, khi thực hiện điều ấy, chúng ta sẽ nghiệm được những hiệu quả rất thần kỳ. Kính thưa cộng đoàn, trên đây chúng ta vừa được nghe kể lại một cách chi tiết về cuộc đời của Thánh cả Giuse. Hy vọng qua câu chuyện này sẽ để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc và học được nhiều nhân đức từ Thánh nhân. Để đón nghe và theo dõi các câu chuyện tiếp theo, kính mời quý cộng đoàn cùng nhấn vào nút đăng ký kênh và bật nút chuông để nhận các thông báo khi có chuyện mới được phát hành. Chúng con xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị và xin lòng thương xót của Chúa sẽ luôn tuôn đổ mọi hồng ân trên mỗi chúng ta.